Tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe.
quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ và tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà thành tựu. Các vị thất tử bạch Phật hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho chúng tôi muốn được nghe. Đây là phần mặt đề đó, tức là Đức Phật đang ở thành Xá Vệ, tức là Xá Vệ là trong cái vườn cây của ông Thái Tử Thì Đà, chúng ta cấp cô đặc đó. Thì một hôm ngài nói có pháp ấn màu nhiệm, cái pháp ấn màu nhiệm và ngài muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị thất tử nghe. Và nhận thức thanh tịnh, ý nhận thức thanh tịnh tức là phải có một sự yên lặng. Nhận thức thanh tịnh thì hơi khó đấy, tức là cái hiểu biết mà không có những cái kiến giải đi, tức là không có những cái kinh nghiệm kiến thức ký ức ra để mà chụp mũ cái hiểu biết của ngài. Vì ngài diễn giải thì ngài phải dùng lời nói và văn tự, mà mình nghe mình cũng nghe bằng lời nói và văn tự, mà đừng có đem những cái kiến thức hiểu biết của mình ra để mà phê phán, để mà giải thích cái lời nói của ngài, mà nghe như là ngài giảng thoa nghe y như vậy thì cái nghe là cái nghe khó hết. Nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho sự tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà thành tựu. Các vị thất tử bạch Phật hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho chúng tôi biết được nghe. Bây giờ phần thanh đề bắt đầu giảng đây. Phật dạy tự tính của không là không nằm trên bình diện có không. Nhớ nha, tự tính của không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sinh, không có tướng diệt và được thoát mọi chi kiến. Tại sao thế? Vì tự tính của không, không có vị trí, không không gian, không có hình tướng. Ngài nói về cái tự tính của không. Tự tính của không là chỉ chữ không, là nó có tự tính của không, tức là cái bản chất thật sự của không, chứ là tự tính. Cái chữ không thì hôm trước tôi đã giảng nó khó, thành ra tôi phân biệt ra có năm chữ không, tôi thật sự để ý. Nếu không nắm vững cái này là chúng ta không hiểu được đạo kinh Phật pháp ấy, và chúng ta cũng không biết cách tu tập, và chúng ta cũng không hiểu đạo Phật. Thì tôi trước tiên tôi chia ra là cái không của người đời, tức là không có gì hết. Thì cái này đạo Phật không chấp nhận, nhưng mà chúng ta thường chấp nhận. Nếu chúng ta còn luân hồi, nếu như có cái tịnh xá này, mà khi tịnh xá đã cũ rồi chúng ta cần cái tịnh xá mới, chúng ta dỡ xuống, chúng ta đập bỏ hết, chúng ta nói tịnh xá không. Thì thường thường cho nói vậy đó, là không còn tịnh xá. Như vậy là sao? Không có tịnh xá nhưng còn một tấm cây dựng, còn một tấm đặc dựng, còn một mớ thiết cũ, chứ không phải là không. Còn bây giờ ví dụ mình rút bỏ cái tịnh xá này, ví dụ vậy, nó bị trái. Thì bây giờ rút hết trơn, tiêu hết trơn, không còn, chúng ta nói không còn tịnh xá. Như vậy cũng sai, không còn tịnh xá thì còn tấm cho. Tấm cho nó cũng có tịnh xá. À, chúng ta thấy là đạo Phật không công nhận cái gì là quan không, cái khô không, không có cái gì mà cấm trơn hết trơn. Nếu không có cái này thì nó chuyển biến thành cái khác, thành là cái không đầu tiên của người đời, nhưng mà vẫn là không. Thì cũng có cái không đó, chúng ta mới đi sâu là tương lý của chúng ta mới thành thật, mới chấm dứt luồng sanh tử. Thành đã chấm dứt luồng sanh tử chỉ là tải sửa cái hiểu biết, cái nhận thức của chúng ta. Đạo Phật thì chưa có danh từ siêu đó, chúng ta nhận thức là trí tuệ. Trí tuệ là cái nhận thức, là cái hiểu biết đúng đắn, thế thôi. Hãy đúng đắn rồi thì chúng ta luồng sanh tử chúng ta thoát khỏi được. Nó hay như vậy. Thành ra đạo Phật là đạo của nhận thức, nhưng mà thường thường chúng ta nhá cái đạo Phật thành cái luân lý, đó là điều rất là sai lầm. Luân lý như cái nhận thức khác nhau, luân lý không phải là đạo Phật không có, nhưng mà nó là cái phương tiện để đưa đến nhận thức, chứ nó không phải là nhận thức. Ví dụ luân lý là phải làm như thế này, phải làm như thế kia. Ví dụ như vấn đề hiểu biết, thường thường người ta cho đạo Phật là luân lý, là nếu mà anh đã gieo hạt giống ác thì anh sẽ gặt cái quả ác. Như vậy thì anh cố gắng giữ giới ăn chay để mà được cái nghiệp báo tốt, thì đó là đạo Phật sai lầm. Phật không phải dừng ở trong đó, không phải dạy cái nghiệp là nếu mà mình gieo nhân chân nào thải quả đó, gieo trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Anh đã làm ác trước rồi, bây giờ trước này anh đang nghèo khổ đói rách, thì bây giờ anh phải cố gắng để làm thiện để giờ trước sau anh trở nên tốt lành. Cái đó thì có, nhưng mà đạo Phật không phải dừng ở chỗ đó. Cái đó là cái linh lý dạy người ta thở cái quả báo. Mà đạo Phật không giải ai sợ hết đấy, mà đều phải thấy rõ cái nhân quả, thấy rõ nhân quả là nhận thức chứ không phải là nguyên lý. Để có chừng cho đó, đạo Phật không phải là nguyên lý, không phải là nhận thức nhìn ở chỗ đó, mà đạo Phật là trí tuệ, cái hiểu biết, cái nhận thức đúng đắn, phải thấy rõ được cái tiến trình của mình chứ không phải sợ cái quả báo của mình. Thành ra trong kinh thì nói là chúng sanh sợ quả, mà Bồ Tát
tội nhân, tội quả là mình cứ gieo nhân đi rồi mình tìm cách mình giải thoát tội quả. Còn Bồ Tát là thấy rõ tiến trình của cái nhân, thấy rõ tiến trình của nhân là ở trong nhân mà vẫn chưa thoát khỏi nhân, chưa thoát khỏi nhân mà vẫn duyên dung trở lại nhân, đó là cái thoát mạnh chính đắn, phải có một cái trí tuệ tuyệt vời. Còn chúng ta sợ cái nhân ác, chúng ta cố tình cố gắng gieo cái nhân thiện thì chúng ta cản trở cái linh hồn, tức là những người linh hồn thanh tịnh, thanh tịnh vừa khỏi tốt vừa khỏi thiện. Mà Đức Phật không dạy chúng ta linh hồn thanh tịnh vừa khỏi thiện, chấm dứt hẳn linh hồn dù cho là khỏi thiện, khỏi trời, dục giới, sắc giới, vô sắc, khỏi nào cũng vậy, chấm dứt hết tất cả các loại. Những chấm dứt thì phải có cái nhận thức đúng đắn, phải có cái hiểu biết đúng đắn, hiểu biết đó là phải được tiếp nhận. Thành ra chúng ta nên nhớ là duy trì cái người Phật không dạy chúng ta sống với linh hồn, sống với cái thiện, nhưng mà có thiện cái chuyện là cái bàn đạp, cái phương tiện đi đến đời sống. Chứ mà tự nên nhớ cái đó để mà chúng ta tu tập cho chúng ta. Chứ đừng có đem cái nghiệp quả, cái quả báo mà đem ra hù người ta. Thì nói Đạo Phật nói như vậy. Có, Đạo Phật có, nhưng mà Đức Phật không phải ngừng ở chỗ đó. Đạo Phật nó khác với tất cả tôn giáo khác là không đem cái chuyện đó, không đem cái nghiệp, cái tội nghiệp ra để hù chúng sanh, để bắt buộc chúng sanh phải tu. Mà muốn cho chúng sanh thấy rõ cái tiến trình của mình, thì thấy rõ nó khác, còn sợ hơn. Sợ quả báo, sợ linh hồn, sợ địa ngục, sợ địa ngục thì không còn là địa ngục đâu. Mà phải thấy rõ điều hành tạo cái gì, cái tiến trình như thế nào để mà chúng ta đi vào được. Thấy rõ nó thì chúng ta có thể đi vào địa ngục mà vẫn không dính mắc trong này. Chúng ta phải hiểu Đạo Phật cho đó. Bây giờ chúng ta biết. Thành ra tôi vừa nói lại đó là nếu có nói một cái không thôi, là cái không là nó không, không có gì hết. Còn cái không thứ hai là tôi nói lại là không là đơn giản. Tức là không có độc lập, không có tự tánh, không có một cái gì cố định, không có một cái gì cố tính trong tự lập. Tất cả các pháp mà mình thấy, mình không thấy mình có thể khái niệm được. Thì tất cả những cái đó thì không cố định, không độc lập, không bất tính. Mình nói là do nhân duyên thôi. Thành ra cái không thứ hai đó là vô ngã. Là không có tự tánh, không có độc lập, không có bất tính. Thì đó là không. Chúng ta thấy cái không Đạo Phật nó nhức đầu. Nhưng mà nếu nhìn kỹ là chúng ta thấy rất hay, rất là thành ra cái không thứ hai là không vô ngã, tức là không cố định, không bền chắc, không độc lập, không bất biến, mà do anh nhân duyên mà có, thành ra là không, tức là không vô ngã. Còn cái không thứ ba là không vô tưởng, mình nhìn thẳng vào cái không vô ngã, không độc lập, không bất biến, có hình tướng mà chỉ có duyên hợp lại thôi, thật sự cũng không có duyên hợp, chẳng có hình tướng gì hết. Chỉ là điện tử, chỉ là thức biến, chỉ là năng lực chuyển biến thôi, không có hình tướng gì hết, chỉ có sự chuyển hiện, chỉ có sự chuyển biến từng sát na, chỉ có sát na chuyển tử, chỉ có cái hiện tiền thôi, chẳng có không gian, mà chẳng có quá khứ, chẳng có hiện tại, mà cũng chẳng có vị lai. Không hùng nhập đạo, không này là đứng tới đây là nó chấm dứt luôn, không thể khổ được đấy. Nhưng mà muốn chấm dứt cái này chúng ta phải hiểu cái không vô ngã. Nếu không hiểu được cái không vô ngã là chúng ta không đi qua cái không vô tường. Vì không vô ngã là của tư tưởng, cái thiện của tư tưởng. Biết như vậy rồi chúng ta mới là không bị tư tưởng thiện nữa. Thì tư tưởng mới im bặt được, thì Phật tánh mới xuất hiện, mới hiện. Thì Phật tánh hiện hiện thì thấy được cái không của vô tưởng. Tức là tất cả vũ trụ, tất cả hình tướng được tiêu diệt hết. Chỉ là việc chuyển biến từ chất nó, việc chuyển biến từng sát na thôi. Đó là cái không thứ ba. Còn cái không thứ tư đó là chân không. Tức là nơi đây không có không gian, không có thời gian. Chỉ là sự yên lặng, tỉnh táo, chỉ là một vùng hào quang sáng ngời. Nơi đó chẳng có nhân quả, chẳng có gì hết, chẳng có chuyển biến, chẳng có chuyển biến, chẳng có gì hết. Chỉ là một sự yên lặng tuyệt đối. Nhưng mà tuyệt đối đừng tưởng yên lặng, mà yên lặng của nó là chỗ phát sinh ra tất cả hiện tượng, cũng là chỗ trở về cho tất cả hiện tượng. Thì cái yên lặng này là chân không, chân không. Đó là tôi đã nói và thực tình. Còn cái không thứ năm nữa là cái không tùy tình. Khi trở về chân không rồi, chúng ta vẫn trở ra, dùng cái chân không này trở ra tùy thuận vô thường vô ngã. Tùy thuận vô thường vô ngã mà vẫn siêu việt trở về chân không. Siêu việt trở về chân không mà vẫn sự hiện tùy thuận ra, nhận dẫn vô thường vô ngã. Nhận dẫn vô thường vô ngã mà vẫn siêu việt trở về chân không. Siêu việt mà vẫn duyên dung trở lại vô thường vô ngã. Thì cái không này gọi là chân không diệu hồn. Thành ra tất cả năm cái không là khác nhau hết trơn. Tôi nói lại, cái không thứ nhất là quan không của người hồn. Cái không thứ hai là cái không của tư tưởng tạo ra là vô ngã, không là vô ngã. Cái không thứ ba là cái không thật sự nhất chân pháp giới,
đó là không vô cùng. Còn cái không thứ tư là cái không của A-la-hán trở về cái bản thể hoàn toàn chân không, như là cái không của chân không. Không chân không đây tức là cái không của kinh Bát Nhã đấy, theo tôi á. Và còn cái không cuối cùng của giáo, cái không của Bồ Tát, không của chân không tức là không A-la-hán đó, thì Bồ Tát là chân không mà cũng vừa hữu. Diệu hữu đây chỉ diệu là màu nhiệm hữu là có, là sự chẳng pháp giới này vẫn có mà có một cách màu nhiệm, không phải có ngon không như chúng ta ngu si, mà cũng có mà có một cách màu nhiệm. Màu nhiệm nghĩa là hữu hóa, có mà có những hình thức có mà không, không mà cũng có, thành ra kêu đó là chân không diệu hữu. Thì chúng ta phải nắm năm cái này nhau để rồi chúng ta đi sâu vào Phật Phật không làm những cái đó. Bây giờ bắt đầu trở về cái giảng của Đức Phật. Thì Đức Phật giảng cái này chưa Phật tử nghe, coi chữ không là không gì nào, tôi chỉ nói ra trong kinh thôi. Được, sau đó khi Phật tử về tập pháp đấy, coi chữ không của Đức Phật nằm trong cái không này năm cái của tôi. Phật dạy tự tính của không là không nằm trên mình những có không, không nằm trong khuôn khổ của các hiện tượng. Nó không nằm trên có không nghĩa là nó chưa gì cả có không, nhưng mà coi chừng ấy, không nằm trong khuôn khổ các hiện tượng. Hiện tượng tức là ý thức của mặt na hay là da đấy, không có tướng sinh, không có tướng diệt, là vượt thoát chi tiết. Tại sao thế? Vì tự tính của không, không có vị trí trong không gian, không có hình tướng, không thể khái niệm được, chưa bao giờ từng sinh tồn, chi tiết không nắm bắt và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả trong mặt đáo biết. Thoát ly được mọi sự nắm bắt, vì thoát ly mọi sự nắm bắt cho nên nó bao hàm tất cả. Cái lối hành văn của Đức Phật độc đáo lắm, không dễ đâu. Nói lại là để thấy sao này mới là nắm được cái câu độc đáo là gì, thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp. Đó là thoát ly rồi, là tức là chia diệt được tất cả các pháp, mà vì chia diệt cho nên nó bao hàm bao trùm hết tất cả và an trú nơi cái thấy bình lặng không phân biệt. Ví dụ nghe rõ hay về chưa nghĩ kỹ ha, đọc tới đọc lui trong phân tôi mới cho anh ra để tôi trở về thắng tiền thêm. Rồi khi nào mà lấy tắt lấy ra tôi quay lại, coi cũng phải 20 lần chúng ta mới có cái mặt thành pháp được. Vì sư Phật tử đây là có số vốn hết rồi. Tiếp theo, cái thấy ấy là cái thấy chân chính và tắt. Chỉ có cái thấy này thôi là chân chính tắt được nhất, không còn cái thấy nào. Ngoài cái thấy này đó là không phải đạo Phật. Thì chúng ta biết cái thấy này là chưa được hết là chúng ta sẽ thấy cho Như Lai. Quý vị thất thiện, quý vị nên biết rằng không những tự tính của không như thế mà tất cả các pháp cũng đều như thế, đó gọi là pháp ấn. Đây là pháp ấn nha, không phải tam pháp ấn nha. Cho đó cái này biết là pháp ấn chứ không phải là tam pháp ấn. Mà cái câu của ta đọc đó là quý vị thất thiện nên biết rằng không những tự tính của không là như thế mà tất cả các pháp cũng đều như thế. Tự tính của không cũng là không, mà tự tính của các pháp cũng giống như tự tính của không. Cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của danh từ ha, chúng ta phải coi chừng ha. Đó là những cái tôi nhấn mạnh trong việc suy nghĩ thêm ha, tôi không giải thích rõ, từ sau này tôi giải thích rõ. Tiếp theo, quý vị thất sự, pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào trời cao. Từ cái pháp ấn đó mới chia ra làm ba cánh cửa. Cái đó là pháp ấn ba trùm hết đấy, là giáo lý căn bản của chư Phật Như Lai đấy, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Nhớ là cái chỗ đi mà còn phải về nữa đó, mà có đi mà không có về là không được, mà có về mà không có đi là không được đó. Chúng ta thì có về mà không có đi đó, và A-la-hán chúng ta thì có đi mà không có về, và A-la-hán thì về mà không có đi, còn chư Phật là chỗ đi và về của chư Phật. Phải trình danh từ nó độc đáo ha, chứ không phải dễ đâu. Vì vậy quý vị nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại. Quán chiếu ngay trong lòng thực tại cũng là độc đáo, nghĩa là quán chiếu mà không có đối tượng quán chiếu, quán chiếu ngay trong lòng thực tại tức là thể nhập vào cái sự quán chiếu, chứ không phải quán chiếu ngoài đời. Là muốn nhìn cái tịnh xá thì có mình nhận thức và có cái tịnh xá được nhận thức. Còn này nếu muốn nhận thức tịnh xá mình phải là tịnh xá, thì nó là ngay trong lòng thực tại. Chắc rồi, cho trình là mỗi cái câu văn là mỗi cái độc đáo á, không phải gì. Bây giờ qua phần thứ ba, tức là phần thứ hai của kinh đề. Quý vị thất sự, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như vào rừng, ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Anh tự thân thực tại ngồi trong phòng những cái gì ở trong nhà thấy là tự
Trong này nói đúng đấy, quý vị vô tỉnh táo xuống dưới gốc cây ngồi, hoặc vô trong rừng, ở đây thì không có rừng, xuống dưới gốc cây mà mát mát là ngồi, nó gió thoảng gì kia ha, nghe chim hót dưới cá lự, dưới cá lội, thì mai ra chúng ta quán chiếu nó rõ ràng hơn. Cái ngồi trong phòng mở mở đèn lên ông ha, mở tivi rồi mở các chép rồi nghe, thì 1.000 năm bây giờ tôi không thấy được chân lý, thành ra tôi bực mình, tôi không chịu vấn đề thấu quán. Thấu quán đó là cái khắc nghĩa thôi, mà quý vị phải làm cây nghĩa, làm cái nước nghĩa để mà uống cho mình cái ngay lại cái bả cái xác của cây nghĩa. Thì đây là muốn nói là không phải đọc bản kinh pháp ấn này là đủ đâu, mà phải ngồi ở trong rừng tĩnh mịch. Tôi nói quý vị thất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như vào rừng, ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu và tự thành thực tại. Gốc cây là chỗ nào vắng vẻ, không phải ra công viên ngồi dưới đó là trường chết đó. Đi tỉnh xá hoặc là trên cái chùa liên chỗ nào vắng vắng đó, ngồi đắm chết. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường. Nha, cái này quán sát là quán sát mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường. Là khổ, là không, là vô thường. Để thoát ly cho được thì quán dưới vào hình sắc. Hình sắc đây tức là sắc điểm đấy. Điểm là hình sắc là nhiều lắm đó, là sắc thinh hương vị xúc pháp luôn mà chưa là hình sắc đấy, nhưng nó là sắc cần đấy. Và trở về an trú trong cái thế bình đẳng không phân biệt đối với hình sắc, đối với cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Nó cảm giác đây là thọ luẩn đấy, và tri giác là tưởng luẩn đấy, và tâm tư là hành luẩn, và nhận thức là thức luẩn. Nhân tầng nó khác, nhưng là một thứ á, cậu phải biết á, đây là ngũ luẩn đấy. Đối với cảm giác tức là thọ luẩn, tri giác là tưởng luẩn, tâm tư là hành luẩn, và nhận thức là thức luẩn. Cũng như thế, cũng giống như là quán sắc luẩn vậy. Người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, là không, là vô thường, để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, để đạt tới cái thấy bình đẳng không phân biệt gì cả. Tiếp theo, người ví dụ thất sự, các điểm vững không, vốn được sinh khởi từ tâm, khi tâm không còn vận hành thì vững cũng không còn tác dụng. Nó tức là tôi nói cho anh đấy, khi mà có nhận thức thì tất nhiên có đối tượng, mà khi nhận thức cái tâm không còn phóng túng, không còn sao động nữa, thì đối tượng nhận thức sẽ im lặng. Chúng ta coi chừng thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chính. Thì sau này chúng ta mới thấy làm sao để chấm dứt tư tưởng ha. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi chi kiến, thoát được mọi chi kiến. Phép quán sát này được gọi là không, cánh cửa giải thoát duy nhất. Thì cái không này khác cái không nãy rồi đó, cái không trên hồi nãy đó là cái không, cái không bản thể, còn cái không này là cũng phát xuất từ cái không ở trên, thì nó là xuống cấp rồi đấy. Cái không này cũng là không, mà cái không hồi nãy cũng là không, mà cái không này là xuống cấp của cái không kia. Cái không kia là bao trùm cái không này, cái không này cũng phát hiện từ cái không trên. Thì chúng ta để ý xuống tới là vô tướng cũng phát hiện từ cái không trên nữa, thành là cái không này với cái không vô tướng nó khác. Còn cái không này cũng phát hiện từ cái không của cái thứ nhất hồi nãy, còn vô tướng vô tác cũng phát hiện từ cái không không bản thể. Thành thứ tư lại nữa, an trú trong định và quán sát các đối tượng thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết, và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác và hình sắc. Nào hồi nãy thì quán sát thấy nó khác, còn bây giờ nếu quán sát sâu vào, mình nên nhớ là an trú trong định, tức là cái này muốn được thấy được cái vô tướng của các pháp là phải thấy được vô ngã của các pháp, thấy được cái không trên, rồi an trú vào trong cái định đó thì mới quan sát đối tượng, thì mới thấy tất cả đối tượng được tan biến hết, tức là không còn hình tướng như nãy nữa. Thực sự thấy không, mình nói rất rõ, an trú trong định, lại nữa, an trú trong định mà quan sát các đối tượng, hồi nãy thì đối tượng có, còn bây giờ nếu an trú trong cái định, tức là được cái định của cái không ở trên rồi, chứ không có tính chữa giải pháp thứ nhất đấy, thì sẽ thấy rằng đối tượng sẽ tan biến hết. Thì đối tượng, thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết, và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác và hình sắc. Cái này khác nha, cái này cao hơn. Thành ra nếu không, không có quán được cái không thứ nhất thì cái vô tướng này sẽ không thấy được. Tiếp theo, các đối tượng khác là thinh, hương, vị, xúc và pháp cũng đều tan biến hết, và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thinh, hương, vị, xúc, pháp. Không còn chấp cái người của pháp là khác nhau nữa, mà thấy nó đều là chuyển biến từng sát na thôi. Cái này chúng ta coi cho kỹ nha. Pháp quán sát này gọi là vô tướng, thì nó giải thoát thứ hai.
vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh. Và tri kiến đã thanh tịnh nên hành giả diệt trừ được hết các phiền não tham sân si. Tới đây là mới có thể là diệt trừ tâm si và đắc quả la hán đấy. Còn nãy giờ chưa đâu. Tham sân và si đã tận diệt thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng, an trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về ta và về của ta, nhất chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Từ nay tức là không có tiếp tục luân hồi nữa hết. Và tiếp theo tới phần thứ năm, đó là pháp ấn thứ hai đó, tức là vô tướng, tức là tôi thường dùng danh từ là chư hành vô thường. Tiếp theo lại nữa, các vị thất sĩ thoát ly được cái thấy về ta rồi thì không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy, nghe, cảm và biết. Thấy, nghe, cảm, biết là gì chư thất sĩ biết không? Đó là tri kiến đấy. Thấy là tri, còn nghe là văn, còn cảm đó, cảm là gì mà là hai, cảm là cái đúng là cái giác đó mà dùng cái cảm. Cảm là hai, tức là của lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Còn cái biết đây là cái tri, thì lấy cái con mắt đại diện cho tôi là biết là tri, còn thấy là kiến, là tri kiến. Thì trong đó có nghĩa là kiến, văn, giác, tri. Kiến là thấy, văn là nghe, giác là cảm, tức là của lỗ mũi, cái lưỡi và cái thân. Còn cái biết là tri. Tiếp theo, lại nữa các vị thất sĩ thoát ly được cái thấy về ta rồi thì không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy, nghe, cảm và biết là những sự vật có thật ngoài nhận thức nữa. À, nghĩa là có nhận thức thì như nãy cô ấy nói là có ngã là có pháp, mà pháp là pháp của ngã. Nếu có nhận thức thì có đối tượng nhận thức, đó là cái quan trọng nhất của thế tư tưởng. Mà nếu dứt được đối tượng nhận thức thì dứt được nhận thức luôn, mà nhận thức không có thì đối tượng không có luôn. Thành ra khi tư tưởng chúng ta im bặt ra thì tam giới này không còn. Mà hãy có tư tưởng là tam giới bắt đầu phát hiện. Tư tưởng và tam giới phát hiện một lượt. Cũng như là mấy ông ấy bà tôi nói là y báo phát hiện với chánh báo. Có y báo là có chánh báo, chánh báo là chánh báo của y báo, và y báo là y báo của chánh báo. Nếu chánh báo mất thì y báo mất theo, mà y báo mất thì chánh báo cũng mất theo. Thì đó chúng ta phải hiểu. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà phát sinh. Nhận thức và các nhân duyên làm phát khởi ra nhận thức đều biến chuyển vô thường. Và vì thức vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được. Thức vẫn đã không, như bất cứ hiện tượng nào khác thì còn gì cần được tạo tác nữa đâu. Đã là vô thường, nhận thức là vô thường, mà đối tượng nhận thức cũng vô thường, nghĩa là tất cả đều chư hành vô thường. Thì hành động có mục đích để làm gì? Có mục đích là tiếp tục luân hồi trong khổ khổ. Hành động mà còn có mong cầu, tu còn có chứng đắc. Thành ra chúng ta thấy trong kinh Bát Nhã là vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc có, sở đắc cố. Vô trí tức là không có người trí tuệ, không có cái phương pháp vô trí diệt vô đắc, là không có cái phương pháp để đắc trí tuệ, và không có cái trí tuệ để đắc. Vô trí diệt vô đắc là không có con người trí tuệ, có trí tuệ thôi chứ không có một con người nào trí tuệ, và không có pháp môn để đắc trí tuệ, là vô trí diệt vô đắc, dĩ vô sở đắc cố, và không có cái trí tuệ nào được đắc hết. Thì nói là từ ở chỗ này ra đó, tôi thấy chúng ta thấy là trong kinh Cang độc đáo á, hay trong Bát Nhã. Và tiếp theo, phép quán sát này được gọi là vô sát, vô sát là vô nguyện, cửa giải thoát thứ ba. Vào được cửa giải thoát này rồi thì thấy được chân tướng các pháp một cách triệt để, không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa, và thể nghiệm được tính cách tịch diệt của các pháp. Hết giờ phần kết luận, Phật bảo quý vị thất tiện. Pháp ấn màu nhiệm là như thế, đó là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Quý vị thất sự, nếu quý vị tu học theo pháp ấn này thì chắc chắn là sẽ đạt được tri kiến thanh tịnh. Vẫn có tri kiến nha, còn nếu biết bằng tịch tịnh là không có tri kiến. Mà nếu không có tri kiến thì không có tam giới. Mà nếu tri kiến mà không thanh tịnh thì luân hồi. Còn tri kiến mà thanh tịnh thì tất cả tư tưởng biến chuyển thành tri kiến thanh tịnh, tức là thành trí tuệ. Còn thể các vị thất sĩ nghe pháp này đều tỏ ra sung sướng, họ làm lễ Phật sau khi đã tiếp nhận giáo pháp này để hành trình. Tôi hỏi chư Phật tử qua làm việc nhiều một chút á, giờ chúng ta lật lại bài kinh pháp ấn của Đức Phật, tôi nhắc lại những cái điểm quan trọng. Anh mở dùng cái đèn thì
lặp lại cái kinh Pháp Ấn mà tôi đã phát cho Phật tử đó, chúng ta xem lại để rồi chúng ta về. Tôi đã gợi ý thôi nha, gợi ý tức là cũng là làm trong đó để cho Phật tử sáng tỏ về kinh Đức Phật. Để chúng ta đọc một hai lần chúng ta không để ý, chúng đọc phải 20-30 lần mới được. Bài kinh này quan trọng đó, nó tóm thâu hết tất cả kinh điển Tam Tàng kinh lực lượng của Đức Phật đấy, vì gồm trong bài kinh này hết đó. Thành ra tôi mới photo và chư Phật tử phải coi tới coi lui, nắm được cái này là từ nay chúng ta nắm được cái bửa bối trong tay đó, rồi coi kinh ở đâu mà tu không có sợ lạc vào tà pháp nữa, rồi tu thẳng đến giải thoát luân hồi sinh tử khổ. Vì lẽ đó thì tôi kéo dài thời gian một chút để chư Phật tử có cái số vốn có chủng tử trong A La Gia, rồi tới chừng tôi giảng rồi là nhớ đời đời kiếp kiếp đó, không có mất nữa. Mình phải làm trước đi, đất mình phải cày bừa, mình nhổ cỏ là sẵn hết rồi, tôi gieo hột giống xuống đợi ngày đó đó. Đây là tôi xin nhắc lại để chư tôi gợi ý thôi, nhờ đó cái gợi ý của tôi chư Phật tử đọc lại rồi sẽ thấy sáng tỏ trong đó. Nói gì lạ lắm à, thì tôi nói chậm 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 như rùa bò vậy được không? Giờ chúng ta vô số 1 La Mã thì đây dễ rồi đó. Hồi đó Phật đang ở nước Xá Vệ với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm Ngài nói với đại chúng có pháp ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải pháp ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì. Nhớ cái nhận thức thanh tịnh nha, để nghe cho kỹ. Nhận thức thanh tịnh là gì? Là dứt hết tất cả mọi duyên. Đừng đem những kinh nghiệm, kỷ niệm, ký ức của mình đọc kinh này, trong này Đức Phật giáng giống ông sư nào, giống ở chỗ nào bỏ hết. Chỉ để cái tâm yên lặng, tức là đừng cho tư tưởng khởi nữa. Thì cái này khó đó, chư Phật tử không nghe được như vậy đâu. Nhưng mà nhớ, thì chừng nào nghe được như vậy là khi nào mình thấy Phật tánh á, thì mọi cái tư tưởng mình được cung cấp từ chủng tử A La Gia nó chấm dứt, thì chừng đó mình mới nghe thanh tịnh. Đức Phật đưa vậy cho mình không nghe nhận thức thanh tịnh được đâu. Mình nhận thức mình còn so sánh tùm lum hết, A La Gia mình nó còn bép xép, còn xí soạn dữ lắm. Thì chậm chậm một chút, nhưng mình phải biết là mình chưa được nhận thức thanh tịnh đâu. Tiếp theo, các vị khất sĩ bạch Phật, hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho chúng tôi muốn được nghe. Phần 2 La Mã. Thật dạy, tự tính của không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sinh, không có tướng diệt, và vượt thoát mọi chi kiến. Tại sao thế? Đức Phật vừa nói là vừa giải thích luôn tại sao thế. Thì cái tính không này tức là không nằm trong có không, không nằm trong khuôn khổ của các vọng tưởng, tức là tất cả những cái gì mà chúng ta khái niệm được bằng ý thức, bằng tất cả chủng tử đều không phải cái không này đâu. Tức là hàng ngày chúng ta thấy cái không có, phải quấy tốt xấu, sinh diệt, tất cả những cái này đều không phải cái không này đâu. Tất cả những cái không đó là do ý thức chúng ta tạo ra đấy. Thì Ngài giải thích tiếp là tại sao thế. Vì tự tính của không, không có vị trí trong không gian, tức là nó chuyển biến nhanh quá, không có không gian. Mà không có không gian thì tất nhiên là không có hình tướng, mà không có hình tướng thì không thể khái niệm được, tức là không thể nói gì về cái không này được hết á. Không có hình tướng, không thể khái niệm được, chưa bao giờ từng sinh khởi, nó không bao giờ sinh. Nhưng mà có chừng á, chưa bao giờ từng sinh khởi, nhưng mà sinh ra vô lượng cái, nhưng mà nó không sinh. Cái chỗ đó là cái chỗ khó. Nó chưa sinh khởi tất cả cái gì hết, nhưng mà tất cả đều dựa vào nó để mà phát hiện. Nhưng mà nó vẫn bao giờ cũng vậy, cũng như cái gương vậy đó. Tất cả những cái gì đều phát hiện từ trong gương hết, nhưng mà cái gương thì không chứa một vật gì hết. Không chứa một vật gì có nghĩa là chứa tất cả các sự vật. Chứa tất cả các sự vật mà làm gương vẫn là không. Không nhưng mà vẫn phát hiện một cách màu nhiệm ra tất cả các sự vật. Thì cái không này đó là cái không của Phật dạy đấy. Không nắm bắt được và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm được tất cả các pháp và an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt. Hai cái này là cái độc đáo, thấy không? Là bao hàm được tất cả các pháp và an trú trong cái thấy bình đẳng. Chữ bao hàm và chữ an trú này là cái độc đáo. Bao hàm tức là nói về tất cả hình tướng bên ngoài, vật lý, sinh lý, tâm lý, toàn cả vô lượng vô biên pháp giới, nó đều bao gồm hết, kêu là bao hàm. Còn an trú đây là nói về nhận thức, còn cái kia là đối tượng nhận thức. An trú đây tức là nó an nghỉ trong một cái nhìn bình đẳng. Tất cả vô lượng pháp môn đều sai biệt hết, nó bao hàm hết tất cả vô lượng pháp môn sai biệt, nhưng mà nó nhận nhìn thấy tất cả không sai biệt.
gọi là nhìn thấy bình đẳng. Và vô lượng pháp giới đều sai biệt với nhau, mà với cái nhìn an trú trong đó là vô lượng pháp giới mặc dầu sai biệt nhưng mà vẫn bình đẳng, tức là vẫn vô sai biệt. Thì cái đó là cái độc đáo mà chúng ta để ý, thấy không? Tiếp theo, cái thấy ấy là cái thấy chân chính và xác thực, chỉ có cái thấy đó mới là thật sự thôi. Quý vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng không những tự tánh của không như thế mà tất cả các pháp cũng đều như thế. Và tự thể của không như vậy mà tự thể các pháp cũng vậy thôi. Là cái bản thể thì có một thứ thôi, thì nó gọi là pháp ấn. Đây mới là thiệt pháp ấn đấy. Thành ra có một pháp ấn thôi, đó là pháp ấn thôi chứ không có tam. Nhưng mà từ đó mới rút ra tam. Tiếp theo, quý vị khất sĩ, pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Một pháp ấn đó thôi mà nó là cái chỗ sanh ra ba cánh cửa giải thoát. Là giáo lý căn bản của chư Phật, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Nên nhớ chữ đi về cũng đọc đó. Chúng ta đi mà chúng ta không biết đường về, còn có người về mà lại không biết đường trở ra. Còn chư Phật đi cũng biết đường ra, mà về cũng biết đường về. Mà đi tức là về, mà về tức là đi, chứ không phải nói đi không. Thì chúng sanh nó có người đi mà không biết đường trở về, thì nói chúng sanh đó là chúng sanh nào. Rồi có chúng sanh biết đường trở về mà lại không dám đi ra nữa. Còn chư Phật đi rồi về, về rồi đi, đi tức là về. Thì cái đó chúng ta thấy hai cái chữ này cũng quan trọng đấy. Đọc chúng ta thấy Đức Phật viết rất là rõ ràng, rất là đơn giản, đầy đủ, mà bao hàm trong đó hết, nhưng mà không có rõ, để cho chúng ta suy nghĩ thôi. Vì vậy quý vị nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại. Ngay trong lòng thực tại tức là ngay trong tất cả các pháp, chứ không phải mà tưởng tượng nữa. Phần thứ ba, vậy có lẽ lắm không? Ráng ngồi nghe không? Ghi từng lưng một hồi, cái tâm nào ghi, cái tâm nào nghe đó. Phần thứ ba, La Mã, quý vị khất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch như vào rừng, ngồi dưới gốc cây để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Cái này quý Phật tử khó nè. Chúng ta phải vào những cái chùa chỗ nào thanh vắng như gốc cây đó, chúng ta ngồi hoặc là như trong rừng, hoặc dưới gốc cây, hoặc trong nhà trống. Thì thường thường trong kinh có nói căn nhà trống, tức là nhà không có để tùm lum nữa. Cái nhà là cũng như ở dưới tùm xá này thì đúng đó. Cái nhà là trống lỏng, không có cửa đóng gì hết đó, cũng có để đồ gì mắc tiền tốn kém gì hết, đặng mình yên tâm thôi. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường. Ngồi xuống để làm cái gì? Để chỉ là cho cái tâm yên tịnh rồi bắt đầu mới quán. Nếu mình chưa thấy Phật tánh, chưa đi sâu vào thì mình phải chỉ, tức là làm sao cho cái tâm mình đừng có nghĩ tùm lum. Hay nói cách khác là phải tứ thiền và tứ không, nhất là tí thiền. Tức là tập trung vào một cái đối tượng nào đó để cho cái tâm chỉ, tức là định yên lặng lại. Rồi từ đó quán mới là rõ ràng. Thì đây cũng là cái lối tu sơ khơ của chúng ta thôi. Mà quán cái gì? Thì Đức Phật nó quán về mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường. Tôi đố cho Phật tử biết khổ là gì, không là gì, vô thường là gì, khác nhau làm sao? Đây là thứ lốt đấy. Trước tiên phải quán khổ, rồi qua quán không, rồi quán vô thường. Chừng đó chúng ta mới thấy được cái thấy bình đẳng. Quán khổ chưa thấy, quán không cũng chưa thấy. Quán qua tới vô thường là thấy được cái thấy bình đẳng. Đức Phật độc đáo bài kinh là để vậy đó, mà mình phải biết á. Đặt theo thứ tự mà đầu vô phải thấy khổ. Tại sao mà chúng ta phải thấy cuộc đời này là khổ? Rồi muốn thấy cuộc đời không khổ thì phải làm sao? Tại sao mình phải thấy khổ rồi phải thấy không? Rồi thấy không rồi mới thấy vô thường. Thấy vô thường rồi mới đạt được cái nhận thức bình đẳng. Thì trong này chúng ta phải hiểu ba cái này. Thì chúng mới quán. Để thoát ly cho được sự bám víu và hình sắc. Khi đạt tới cái thấy vô thường rồi thì mới thoát ly được sự bám víu và hình sắc. Và trở về an trú trong cái thấy bình đẳng. Từ đó là cái thấy bình đẳng mới xuất hiện. Không phân biệt đối với hình sắc, đối với cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức. Cảm giác tức là hình sắc đó, tức là sắc quẩn. Còn cảm giác đây là thọ quẩn. Còn tri giác đây là tưởng quẩn. Và tâm tư là hành quẩn. Và nhận thức tức là thức quẩn. Thì chúng ta quán được một cái là quán được hết thảy mấy cái đó đó. Và chúng ta nhớ ngũ quẩn này tôi đã giảng nhiều lần nha. Tôi giảng sơ lại đó. Là sắc quẩn là chưa có cái biết. Chưa có cái biết tức là chưa có tâm. Còn thọ quẩn tức là cảm giác là có cái biết chưa phân biệt. Biết mà chưa phân biệt. Tức là biết cái đó là vật thôi. Còn vật gì chưa biết thì đó là cảm giác. Còn tri giác là tưởng. Tức là cái biết có sự phân biệt. Nó khác nhau hết á. Cũng là biết hết á. Okay. Sắc quẩn là chưa có cái biết. Cũng là biết nhưng mà chưa có biết. Chưa có chứ không phải là không có. Còn cảm giác là cái biết mà chưa phân biệt. Còn tri giác là cái biết mà có phân biệt. Còn tâm tư là hành quẩn là cái biết mà có sự chọn lựa, quyết định, tức là hành nghiệp đấy, là tạo tác đấy.
nó khác với cái tri giác. Tri giác là cái biết phân biệt thôi, mà không có quyết định, không có lựa chọn để mà hành động. Thì qua tâm tư và hành vững có sự lựa chọn và hành động, tức là có nghiệp đấy. Còn tri giác thì chưa có nghiệp. Còn nhận thức là cái chỗ chứa sau khi đã tạo nghiệp, tức là cái kho chứa tất cả kiến thức, kinh nghiệm và ký ức sau khi làm rồi được coi nó cái nhận thức. Nào, thì chúng ta quán sát một cái là chúng ta quán luôn năm cái này cùng thứ hết. Cũng thế, người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, là không, là vô thường. Quán được một cái rồi quán luôn năm cái đều là vậy hết, để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, để đạt tới cái thấy bình đẳng, không phân biệt của về chúng. Tiếp theo này, quý vị khất sĩ, các vững vốn là không, vốn được sinh khởi từ tâm. Cái đó là hết nha, qua cái phần này là phần độc đáo nữa đấy, là đi sâu vào để chúng ta thấy rằng các vững là không. Thì chữ không này là cái gì? Vốn được sinh khởi từ tâm. Thì chúng ta học di thức rồi, sở dĩ mà có ngũ vững này là do đâu? A là do từ A là gia. Hầu đi xuống thức thứ bảy, thức thứ sáu, rồi đến năm thức đầu, rồi mới tới là sắc vững. Thì cho chúng ta đã học rồi. Thì nếu mà không một niệm bất giác thì cái ngũ vững này cũng không luôn. Vốn được sinh khởi từ tâm, đây tâm đây tức là tất cả các tâm, mà cái tâm đầu tiên để sinh nó tức là A-lại-gia. Khi tâm không còn hiện hành, là A-lại-gia không còn phát hiện ra nữa, thì vững cũng không còn tác dụng. Nếu mà chúng ta không có một niệm bất giác thì năm vững này đều là trở về không hết. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chính. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi chi kiến. Thất quán sát này được gọi là không, cánh cửa giải thoát thứ nhất. Vậy là sáng tỏ chưa? Giờ có lẽ quá không? Ai phải lặp lại nữa? Vậy là được rồi ha. Bây giờ qua phần La Mã thứ tư. Như vậy là chúng ta thấy ở đây có hai phần. Là cái quan trọng nhất là vấn đề quán về khổ, không về vô thường. Khổ là gì? Cái quan trọng nhất là vấn đề quán về khổ, không về vô thường. Khổ là gì? Không là gì? Vô thường là gì? Khác nhau sao? Tại sao phải quán khổ trước rồi tới không tới vô thường? Dùng cái chìa khóa này để đi vào cánh cửa thứ nhất, tức là một niệm bất giác thì năm vững này đều là trở về không hết. Thấy biết được như thế tức là đạt được giải thoát chân chính. Giải thoát chân chính rồi thì thoát được mọi chi kiến. Thất quán sát này được gọi là không, cánh cửa giải thoát thứ nhất. Vậy là sáng tỏ chưa? Giờ có lẽ quá không? Ai phải lặp lại nữa? Vậy là được rồi ha. Bây giờ qua phần La Mã thứ tư. Như vậy là chúng ta thấy ở đây có hai phần. Là cái quan trọng nhất là vấn đề quán về khổ, không về vô thường. Khổ là gì? Cái quan trọng nhất là vấn đề quán về khổ, không về vô thường. Khổ là gì? Không là gì? Vô thường là gì? Khác nhau làm sao? Tại sao phải quán khổ trước rồi tới không, tới vô thường? Dùng cái chìa khóa này để đi vào cánh cửa thứ nhất, tức là cánh cửa không. Cánh cửa không, cánh cửa giải thoát thứ nhất thì phải dùng ba cái quán là khổ, không và vô thường. Vậy khổ là gì, không là gì, vô thường là gì? Đến cái vô thường là cái thứ ba thì chúng ta mới thấy được cái thấy bình đẳng. Mà cái thấy bình đẳng rồi đó thì tất nhiên là ngũ uẩn không còn phát hiện nữa. Sở dĩ ngũ uẩn phát hiện là bởi vì mình không thấy được cái thấy bình đẳng. Khi thấy được nó rồi thì ngũ uẩn này không còn hiện hành. Thì chúng ta phải hiểu cái giải thích kế. Bây giờ qua phần La Mã số 4. Lại nữa, an trú trong định mà quán sát các đối tượng, thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết, và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Các đối tượng khác là thinh, hương, vị, xúc, pháp cũng đều tan biến hết, và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thinh, hương, vị, xúc, pháp. Pháp quán này gọi là vô tướng. Ở đây thì đơn giản, pháp quán này chỉ có làm sao cho cái an trú trong cái định mà cái không đã chứng đời đó, cho nó liên tục. Thành ra cái này không có một cái chìa khóa nào hết, mà chìa khóa là cho liên tục trong cái nhận thức bình đẳng. Thì chúng ta thấy nó rõ trong này nói rõ là cái này không có chìa khóa nào hết, mà dùng cái chìa khóa an trú trong cái thấy bình đẳng đó để mà quán chiếu. Mà chúng ta nên nhớ này, quán chiếu lại không phải là ngũ uẩn. Mà ngũ uẩn là cái gì? Ngũ uẩn giới sắc thinh nghi dục xuất pháp có khác hay không? Mà tại sao đây không nói tới ngũ uẩn mà lại nói sắc thinh nghi dục xuất pháp? Chư Phật tử nắm hết rồi. Sáu căn, sáu trần, sáu thức và sắc
vững thọ, vững tưởng, vững hành, vững thức, vững và nhận thức và đối tượng nhận thức chúng ta đều học qua hết rồi. À, thì đây tôi mới cho mới dẫn tới cái bài này. Thì ở đây tại sao lại nói sắc thinh như vậy xuất pháp mà không nói sắc vững, sắc thọ, sắc vững thọ, vững tưởng, vững hành, vững thức, vững nữa, thì nó khác nhau làm sao? Thì Phật tử phải nắm cho rõ. À, thì thành ra sau khi đó mới chiếu soi vào sắc thinh như vậy xuất pháp thì không còn dính mắc vào đây nữa. Thì pháp quán này gọi là vô tướng, cửa giải thoát thứ hai. À, mà thấy được các pháp là vô tướng rồi đó, cửa giải thoát này rồi thì chi kiến sẽ được thanh tịnh. Thì nó liên tục như vậy là cái thấy này là gọi là cái thấy thanh tịnh. Tri kiến là chư Phật tử biết rồi, kiến đây là kiến văn giác tri. Chữ kiến này đại diện cho năm thức đầu, kiến là thấy, văn là nghe, giác là ngửi, nếm và xúc chạm. Còn tri đây là tức là thức thứ sáu. Thì tri kiến là cái thấy hình tượng hàng ngày của chúng ta được thanh tịnh, tức là không bị dối gạt bởi ngũ uẩn nữa. Đó, mà nếu thấy được thanh tịnh như vậy thì sao? Thì tri kiến là thanh tịnh, là hành giả diệt trừ được hết các phiền não, tham sân si. Mà thấy rõ như vậy thì cái tham không còn. Ở đây là tham dục, tham sắc, tham vô sắc. Tham dục thì đi với sanh. Còn tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh. Thì chúng ta thấy rằng cái phóng dật, tham sắc, tham vô sắc, ngã mạn, phóng dật, vô minh thuộc về si mê. Đó là chuyển biến từng sát na đấy. Thì tham sân si đã tận diệt thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng. Bây giờ cũng không cái thấy bình đẳng nữa. Vậy cái thấy bình đẳng này khác cái thấy bình đẳng của không như thế nào? Thì chúng ta thấy rằng không thể nói khác mà cũng không thể nói giống. An trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về ta và của ta. Và bây giờ không còn thấy cái gì là của ta là ta hết. Thì tất cả đều là chuyển biến từng sát na mà thôi. Nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Đó là cánh cửa giải thoát thứ hai là vô tướng. Bây giờ qua phần thứ năm. Lại nữa các vị khất sĩ, thoát ly được cái thấy về ta rồi thì không còn cho rằng những sự vật mà ta thấy, nghe, cảm biết. Thấy, nghe, cảm biết đây là tri kiến đấy. Thấy là kiến, nghe là văn, cảm là giác và biết là tri. Là tri kiến đấy. Như nãy tôi nói là những sự vật có thật ngoài nhận thức nữa. Vì sao thế? Vì nhận thức cũng chính là do nhân duyên mà phát sinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái nhận thức và đối tượng nhận thức đều là nhân duyên hết. Nghĩa là đều là thức biến hết. Nhận thức và các nhân duyên làm phát khởi ra nhận thức đều biến chuyển vô thường. Tất cả đều là chuyển biến từng sát na thôi. Mà vì thức vô thường cho nên ta cũng không nắm bắt được. Thức vẫn đã không như bất cứ hiện tượng nào khác thì còn cần gì tạo tác nữa đâu. Pháp quán sát này được gọi là vô tác. Thì chúng ta thấy rõ, đây nói rất rõ ấy, là chuyển biến từng sát na, nhận thức và đối tượng nhận thức đều là thức hết, đều là a lại gia hết, đều chuyển biến từng sát na hết. Vậy thì trên vũ trụ này không còn sự vật gì có hình tướng giống như chúng ta khái niệm nữa. Như vậy thì chúng ta mong cầu cái gì và làm việc mong cầu sự kết quả, sự thành công, tu hành mong sự chứng đắc, mà chứng đắc cái gì mới được, có cái gì để chứng đắc? Bởi vì người chứng đắc cũng không có, mà pháp môn cũng không có, mà đối tượng niết bàn cũng chẳng có, tất cả chỉ là thức biến mà thôi. Như vậy thì đời sống của một vị La Hán có mong cầu nữa hay không? Vào được mà nếu không mong cầu thì còn mang nghiệp nữa hay không? Mà nếu không còn mang nghiệp thì có tái sanh nữa được hay không? Vì tái sanh là do nghiệp, mà một vị khi mà đã đắc quả không còn tạo nghiệp và không còn dính mắc vào nghiệp thì lấy cái gì để tái sanh? Do có mong cầu, do có tác ý, do có nguyện thì mới có tái sanh, mà đã dứt nguyện, không còn tác ý, không còn mong cầu nữa thì đời sống chúng ta là hết. Như vậy thì cái thấy được chân tướng của các pháp một cách triệt để. À, đây là rút ráo là triệt để, không còn bị kẹt vào một pháp nào nữa và thể nghiệm được tính cách tịch diệt của các pháp. Tới đây là xong tòa le đấy, là giảng bài pháp, tức là đắc quả La Hán. À, là chúng ta đi vào tất cả các pháp. Phần thứ sáu, Phật bảo quý vị khất sĩ, pháp ấn màu nhiệm này là như thế nào? Đó là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Quý vị khất sĩ, nếu quý vị tu học theo pháp ấn này thì chắc chắn là sẽ đạt được tri kiến thanh tịnh. Toàn thể các vị khất sĩ nghe pháp này đều tỏ ra sung sướng. Họ làm lễ Phật sau khi đã tiếp nhận giáo pháp này để hành trì. Thì quý vị có sung sướng hay không? Thì chúng ta nắm được cái này là nắm được viên bảo châu. Từ nay vĩnh viễn chúng ta không còn tái sanh nữa. Đó là hết. Như vậy tới đây chấm dứt kỳ tới. Tôi mong rằng chư Phật tử mỗi người tự làm lấy ha. Tôi đã lặp lại mấy chục lần rồi đó. Đây là tôi khích lệ, kêu gọi thôi. Chứ tôi chưa giảng sáng tỏ.
Rồi chúng ta coi cái này, chúng ta quán xét, rồi chúng ta mới so sánh của Hòa Thượng Làng Hồng đã giải thích, rồi so sánh được cái chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh của tôi, thì chúng ta thấy sáng tỏ. Rồi sau đó tôi sẽ giải thích hết, giải thích bài kinh của Phật, của Hòa Thượng và của tôi, rồi chúng ta hợp nhất lại. Thì chừng đó là chúng ta mới qua câu hỏi số 3. Chúng ta thấy còn dài dài đấy, chư Phật tử cố gắng làm việc nha. Và tôi xin nhắc lại là về chúng ta phải ôn lợi đại ý bài kinh số 6 và câu hỏi số 1 và câu hỏi số 2A. Rồi chúng ta tiếp tục làm câu hỏi số 2B. Thì đó là chúng ta mới có thể qua. Ba giờ đó, người nào bền quân là thắng trận thôi. Thì trước khi giảng lại cái bài kinh Pháp Ấn của Đức Phật, thì tôi cũng khen cho Phật tử đó, nắm được cái gốc là hôm trước tôi có giảng về 5 cái không. Thì hôm nay tôi nhắc lại nữa. Thì trong cái bài kinh này gồm 5 cái không ở trong đó hết đấy. Rồi tôi nói chư Phật tử nắm cái gốc đi rồi sẽ xem hết tất cả kinh pháp của Đức Phật. Kinh nào mình coi cũng hiểu hết trơn á. Đó là mình nắm cái căn bản đấy. Thì cái kinh Pháp Ấn này là căn bản. Mà không phải mới giảng đây, mà từ xưa giờ tôi đã từng đi giảng 5 cái không rồi. Trong kinh Bát Nhã hôm trước tôi giảng, tôi cũng có nói về 5 cái không. Thì hôm nay lặp lại một chút. Thì chúng ta thấy bài kinh Pháp Ấn này nằm trong 5 cái không đó. Hay nói đúng 4 cái. Cái không ở đời thì nó là trật. Nên đạo Phật không có bàn tới. Nhưng mà tôi đưa vô để thấy rõ thôi. Thì cái thứ nhất đó là cái không có ở ngoài đời, cái không phàm phu, cái không mà nếu không có biết đạo Phật thì chúng ta thừa nhận nó như vậy, chúng ta cho nó rất là đúng. Chúng ta phải để ý cái đó. Nếu mà chúng ta không đi vào đạo Phật, không học Phật pháp, thì chúng ta cũng sống như cái không đó thôi. Không tức là không có gì hết, trống trơn, ngoan không. Ví dụ như cái lấy cái tịnh xá, thì giờ cái tịnh xá này nó hư, nó mục rồi, hay là bị đốt cháy, thì rồi không còn tịnh xá nữa, không, không có tịnh xá nữa, thì cái không đó đạo Phật không chấp nhận. Không có tỉnh xá nhưng mà còn cái khác, như nãy ông Dân Tuệ nói nó, thì chúng ta phải hiểu. Thành ra đây tôi xin trình bày lời 5 cái không. Thì cái không đầu tiên đó là đạo Phật không chấp nhận, mà chính chúng ta cũng biết như vậy. Không, sự vật không có cái gì không hết à, mà tất cả đang chuyển biến và đang trở thành. Không có tỉnh xá nhưng còn có một số tro, hay là còn một chiếc, một số sắc dụng, một số cây mọt thì cái tỉnh xá khi mà dở xuống nó sụp rồi thì nó lại còn một đống dụng đó. Thì cái không này đó là cái không vô ngã. Cái thứ hai là đạo Phật đã nói là cái không vô ngã, tức là nó không có một cái ta, không có một cái tự tánh cố định trong sự vật, không có một cái gì độc lập trong sự vật. Thì cái không này sở dĩ mà có là do tư tưởng chúng ta chụp mũ nó. Thành ra tư tưởng phải phân tích cái không này là do nhiều nhân duyên hợp lại. Thì cái này chúng ta thấy học dễ thôi. Khoa học bây giờ trình bày cái này rất sáng tỏ. Một người có cái có chịu suy nghĩ một chút là thấy cái không này dễ thôi. Là cái không vô ngã, tức là do duyên hộp. Cái tịnh xá này do cục lớn, cục nhỏ, rồi do thiết, do kèo, do đinh, do thợ mộc, do cây, do xi măng, do cát, vân vân, thì mới hợp thành cái tịnh xá này. Nếu phân tích riêng ra thì không còn tịnh xá nữa. Hay đi xa hơn nữa là cái tịnh xá này có được đó là do những cái không phải là tịnh xá, tức là do chư Phật tử, do cây, do cối, do không gian, do mặt trời, do mặt trăng, do tất cả vũ trụ này. Không phải là tịnh xá mới tạo thành cái tịnh xá này thì cũng thế thôi. Tức là không có một cái gì cố định, không có một cái gì độc lập, không có một cái gì bất biến trong cái sự vật hết. Không những tịnh xá mà tất cả các sự vật khác cũng vậy thôi. Thì cái không này là cái không thứ hai, tức là không có ngã. Thì cái không này dễ thấy đấy. Nhưng mà nếu nhìn sâu vào nữa thì như vậy không này cũng còn sai. Không này là do nghiệp lực của từng chúng sanh. Nếu mà tôi người nghiệp là người, chư Phật tử cũng người thấy là cái tịnh xá. Nhưng mà nếu như con mọt thì nó lại không đồng ý với tôi, không đồng ý với chúng ta. Nó nói cái tịnh xá tật rồi, nó là món ăn của tôi đó sư. Nếu con mọt thì nói vậy. Nếu mà chúng ta sa đọa, chúng ta trở thành con mọt, chúng ta đầu thai thành con mọt, thì chúng ta phải chấp nhận nó như nó vậy thôi. Chúng ta lấy cái tịnh xá này, cây tịnh xá này chúng ta ăn thôi. Thì như vậy thì sự vật này là chưa phải là thật, chưa phải là thật. Mà cảnh giới thật là cảnh giới gì? Thì chúng ta tiến sâu vào nữa, cảnh giới thật là không có hình tướng. Tức là bây giờ khoa học đã thấy nó là điện tử thôi. Điện tử thôi. Nếu phá điện tử tiêu nữa thì thành cái năng lực. Mà năng lực đó trong đạo Phật kêu là duy thức. Còn điện tử kêu là chủng tử. Đi sâu nữa là chỉ còn có thức thôi. Thành ra kêu là duy thức. Duy là chỉ có thức thôi. Mà thức tức là một cái làn khói. Một cái làn sóng. Tức là không có hình tướng gì hết. Mà không hình tướng mới là thật tướng của tất cả các pháp. Thành là cuối cùng cái cột lớn, cột nhỏ, tịnh xá, kèo, chư Phật tử, người nam, người nữ, con chó, con heo, mặt trời, mặt trăng đều không có hết mà chỉ có thức thôi. Cái này mới là thật đấy. Mới là sự vật đây, mới là thật sự. Cảnh giới này mới là cảnh giới thật đấy. Tức là nhất chân pháp giới đấy. Thì cảnh giới này nó kêu là chư hành vô thường.
tu hành vô thường. Mà nếu được thấy được cảnh giới này đó, tức là cái không thứ ba, tu hành vô thường là không thứ ba. Mà muốn thấy được cái tu hành vô thường này không phải thấy bằng tư tưởng được. Tư tưởng là thấy chư pháp vô ngã thôi, vì cái đó là do tư tưởng tạo, thì tư tưởng có thể thấy. Còn cái này là siêu tư tưởng, vượt lên tư tưởng, tức là phải thấy bằng Phật tánh. Thì cái Phật tánh đó là phi không gian, phi thời gian, tức là chân như tịnh vậy, chân như tịnh vậy, tức là niết bàn tịch tịnh. Phải từ cái Phật tánh này chúng ta mới thấy được là chư hành vô thường. Thì cái này gọi là chân không, tức là cái không chân thật nhất. Không chân thật nhất, thì cái chân không là mới thấy được là chư hành vô thường. Thành ra chúng ta có mục đích của Đức Phật là muốn chúng ta đi đến chỗ chân không này, à, chỗ chân không này. Thành ra nếu nhìn tất cả sự vật chư pháp vô ngã mà thấy được vô thường trong đó, thì cái thấy này là chân không. Và trở về an trú trong cái chân không, mà trong kinh Pháp Ấn kêu là cái thấy bình đẳng. Thì chúng ta trở về an trú trong cái thấy bình đẳng 24/24, tức là kêu là vô tác, tức là chân không vậy. Không còn tác ý nữa, không còn mong cầu nữa, không còn mục đích nữa. Làm là làm thôi. Phải, anh làm để làm cái gì? Tôi làm là để làm thế thôi. Hoa nở là để nở thế thôi. Tôi thương là tình thương là thương thế thôi. Không có mục đích gì hết. Thì cuộc sống chúng ta không thể làm như vậy được. Chỉ có A-la-hán thôi. Cuộc sống chúng ta luôn luôn có mục đích. Mà có mục đích là có đau khổ. Thành công thì cười phở lỡ, mà thất bại thì khóc. Mà vừa cười đó thì sợ cái thành công nó mất, thì đã có cái khổ trong đó rồi. Muốn giữ cái thành công mãi. Mà thành công thì thời gian phải quải, chứ đâu có cái gì mà trường tồn mãi. Thì đã thành công, đã mừng, chưa mừng đó là có cái mầm móng sợ trong đó rồi. Mà khi nó mất thật sự còn khổ đau hơn nữa. Thành ra cuộc sống này còn là khổ đau. Thành công cũng khổ đau, vinh cũng khổ đau, mà nhục lại càng khổ đau nữa. Nên chúng ta phải hiểu như vậy. Thành ra sau khi trở về chân không rồi, đó là cái không thứ tư. Còn cái không thứ năm là chân không dự hữu. Là trở về rồi không phải trở ra. Là chư Phật, là chư Bồ Tát còn phải được từ cái chân không này đi ra cái vô thường, chư hành vô thường và chư pháp vô ngã. Mà chư hành vô thường thì có một cái thôi, tức là nhất chân pháp giới. Còn chư pháp vô ngã thì có vô lượng cảnh giới. Đường nương vào nhất chân pháp giới, tức là chư hành vô thường, mà biến hiện vô lượng cái ngã. Thành ra các ngài còn phải đi trở ra, đi về rồi, đi trở về rồi là A-la-hán rồi, phải trở ra tùy thuận tất cả. Mà không những một pháp giới mà vô lượng pháp giới. Nếu chúng sanh có chư pháp vô ngã, vô lượng pháp, thì các ngài cũng phải tùy thuận vô lượng. Đó là năm cái không. Thì đây tôi xin lấy cái thí dụ, chư Phật tử có thể nhìn vào một sự vật, bất cứ sự vật nào, thì cũng đều nằm trong năm cái không đó hết. Thí dụ giờ lấy chiếc không đa của chư Phật tử đó, đó là một vật đấy. 36 pháp đây là toàn thể vũ trụ đấy. Thì đầu tiên đó, chư Phật tử thấy theo ngoài đời cái không đa đó có. Còn thời gian cái xe Honda đó mình đi đâu, cái để cho xe đụng một cái Honda tiêu hết mấy ngày hết rồi, Honda bỏ không còn Honda nữa sư. Chặt tôi thấy ngoài đời đó không còn Honda, chứ còn một số sắc dụng, còn mới sắc dụng à, thì cái đó cái Honda đó sẽ chỉ có là nó do bánh xe, do sườn, do thắng, do đèn, do thiết, do câm, do vỏ lốp, đủ thứ hết mới tạo thành nó, do người mua và do người bán, do kỹ sư chế tạo thì mới được chiếc Honda đó. Hay nói ra là toàn thể những cái không phải là Honda đã tạo thành chiếc Honda đó. Thì cái này là cái Honda này sẽ chỉ có là có những con người thôi. Chứ đối với con chó nó những cái Honda giống như không giống như mình đâu. Con chó nó không bao giờ nó leo lên Honda, nó ngồi trên Honda mà nó chạy như mình, không có cái vụ đó. Nó thấy Honda không phải là như mình thấy. Thành ra chiều này là do ý thức tạo thành, thành ý thức phân tích là Honda không có một cái gì độc lập, không có gì cố định hết. Đó là kêu chiếc Honda là pháp vô ngã. Nó chúng ta thấy rõ vậy, mà giờ nếu đi sâu nữa thì chúng ta thấy là Honda không có hình tướng như mình thấy vậy. Tại con người thấy vậy, con chó nó thấy khác, còn con heo, con trâu nó thấy khác, còn cõi trời thấy khác. Như vậy thì Honda là gì? Không là gì hết. Nó chỉ là thức biến hiện, nó chỉ là duy thức mà thôi. Thì Honda nó là tư hành vô thường. Thành ra cái nhận thức thôi, cũng chiếc Honda đó mà nếu người đời thấy thì có thiệt ấy. Thành ra cái Honda mà hư cái là khổ đau vô cùng. Còn nếu mình phân tích cho bớt khổ một chút xíu, đè nén nó lấy đá dằn cỏ, thì nó ôi cái Honda này nó là nhân dân duyên hộ. Nó có tiền thì nó mua nó, biết bao nhiêu tạo, mất thì giờ kiếm tiền mua cái khác nữa. Rồi là nó là nhân dân duyên hộ. Bây giờ nhân dân nó đã thì thôi, thì đỡ một chút, nhưng mà dứt nhất là không dứt. Thấy như vậy là thấy cũng khá, nhưng mà không có rõ. Thấy rõ nữa là không có Honda. Không có đây không phải là không có gì hết. Có mà có thức thôi. Chỉ có thức thôi, chỉ có biến chuyển chư hành thôi. Biến chuyển sát na thôi, chứ không có chu kỳ.
chu kỳ là do từng nghiệp lực của chúng sanh mà thôi. Vậy thì không đa không có, không có như mình thấy á, chứ không phải nói là không có chứ không đa, không có không đa, nhưng mà có thức. Nó phải hiểu vậy, đó là chư hành vô thường. Mà muốn thấy được cái này là chúng ta phải an trú trong cái thấy bình đẳng. Thức là chư Phật tử phải thấy được cái tánh thấy, tánh nghe. À, trở về cái tánh hồi trước tôi cho thí dụ đó. Cái thấy, cái nghe, tất cả thì thay đổi, sanh diệt. Nhưng mà cái thấy, cái nghe, tánh thấy, tánh nghe, bất sanh, bất diệt. Thì từ cái bất sanh, bất diệt, phi không gian, phi thời gian này, mới thấy được cái không đa chuyển biến từng sát na. Mà không đa chuyển biến từng sát na là phi không gian, mà có thời gian. Có thời gian. Mà muốn thấy được cái phi không gian mà có thời gian này, phải thấy bằng con mắt bình đẳng là phi không gian, phi thời gian luôn. Thì cái đó kêu là chân không. Chân không. Đó là cái không thứ tư. Rồi từ cái chân không này đó, chúng ta mới trở về từ cái không không gian, không thời gian này, cái chỗ rốt ráo của cái không. Thì mới trở ra tùy thuận với cái là có không gian mà có thời gian mà phi không gian. Tức là nhất chân pháp giới đấy. Rồi tùy thuận luôn vô lượng không gian, vô lượng thời gian tương ưng với nhau. Tức là vô lượng vô biên pháp giới. Như vậy có đi mà có về, về tức là đi, đi tức là về. Mà không còn thấy về như gì nữa. Thì đó là trở về với cái thấy của chư Như Lai. Thì bài kinh Pháp Ấn nằm ở trong đó. À, tôi xin đọc bài đó là tôi giới thiệu tựa rồi chư Phật tử lấy cái đó để quán xét và bài kinh này có phải như vậy hay không. Thành đã muốn hiểu, hiểu được cái đó rồi chúng ta hiểu được toàn thể kinh của Đức Phật. Dầu kinh Nhân Thiên, kinh Tiểu Thừa, kinh Đại Thừa, kinh Tối Thượng Thừa của chư Như Lai, Tiểu Thừa A-La-Hán và Đại Thừa là Bồ Tát và Tối Thượng Thừa là chư Như Lai đều nằm trong năm cái không đó. Còn của phàm phu là cái không thứ nhất. À, còn cái không vô ngã đó là cái không của phàm phu mà bắt đầu đi vào người trời. Tức là có sự quán xét. Còn cái không mà không có gì ngoan không đó là cái không có bốn đường ác. Còn cái không mà không vô ngã là cái không có bốn đường thiện, có quán xét. Còn cái không mà vô thường là cái không có tứ thánh. Từ nhập lưu trở lên thấy được Phật tánh. Phật tánh đây tức là cái thấy bình đẳng đấy. Phi không gian, phi thời gian. Nhưng mà nhập lưu có 6 trên 4 thôi. Cái thấy lờ mờ, lờ mờ. Vẫn còn trở lại với cái không là cái không là có cái ngã. Cái không có bốn đường ác, bốn đường thiện. Và được thấy được 1/4 thôi. Rồi tới A-la-hán mới thấy rút ráo, mới trở về cái chân không rút ráo. Rồi tới chư Bồ-Tát Như Lai nó có chân không dự hữu là cái không thứ năm, cái không rút ráo. Thì trong bài kinh Pháp Ấn này cũng nằm ở trong đó đủ hết, không thiếu một cái nào hết. Chư Phật tử tự lựa lấy, đó là tôi giới thiệu để khích lệ chư Phật tử mà quán xét cái bài kinh Pháp Ấn này. Vậy bây giờ chúng ta lật vào bài kinh Pháp Ấn. Tôi lập lại lần nữa. Tôi bình trí tôi lập tới lập lui và chư Phật tử nghe mà nó lọt chủng tử vô đó. Rồi mai ra khi mà chết chủng tử này nó hiện hành thì chúng ta dâng qua xứ Cực Lạc. Thì nó dễ dàng một chút. Chúng La Mã thứ nhất, bởi vì kinh này đó là chư Phật tử nếu mà có về Cực Lạc là về phương tiện hữu dư đó, chứ không có phàm thánh. Hay là chúng ta về trung phẩm đấy. Mà nếu không được trung phẩm lọt xuống thì thành cái hạ phẩm thì cũng được. Để rồi hạ phẩm lọt một cái lỡ ca bà này thì nguy hiểm. Nên là tôi thấy cố gắng để đưa Phật tử vô đây, nếu mà đắc quả nhập lưu đó thì chúng ta qua phương tiện hữu dư, tức là trung phẩm của trình độ. Mà nếu không lỡ không được nữa, mà hãy qua tới vô niệm rồi thì dở gì nhất niệm dễ dàng thôi. Mà nhất niệm không được nữa thì lọt xuống tập niệm. Thành ra nếu mà quá giải nhập lưu thì vĩnh viễn là chúng ta chắc chắn bảo đảm vãng sanh thôi. Chắc chắn 101% thôi. Còn tu theo nhất niệm thì không khéo tạp niệm cái là lọt. Còn mình qua vô niệm tất nhiên là vượt qua nhất niệm rồi. Thì vĩnh viễn bảo đảm là chúng ta không có rơi rớt ở ta bàn. Nhất định là phải vãng sanh thôi. Thành ra thấy cái sự quan trọng đó tôi cũng cố gắng. Thì chư Phật tử cũng cố gắng cả hai hết. Chứ mình tôi cũng không làm gì được đâu. Thì số 1 La Mã. Thì như nãy tôi nói bốn cái không đó là chư Phật tử về thăm thiền thêm nha. Chất liệu á, tôi mới lấy có một cái ví dụ là không đa đó. Chư Phật tử có thể lấy hết cái tịnh xá, cái cây cho tới sát thân của mình, cho tới con chó, con trâu, cho tới 36 pháp toàn thể vũ trụ đều nằm trong năm cái không đó hết. Nhưng mà tùy cái nhận thức của chúng ta thôi. Nếu nhận thức của bốn đường ác thì là cái không thứ nhất là không đối với con. Ngoan không, không có gì hết. Còn nếu người trời thì được cái không thứ hai để bước qua tứ thánh là cái không thứ ba. Cái không thứ hai của người trời tức là chư pháp vô ngã. Còn của tứ thánh là chư hành vô thường. Mà được chư hành vô thường rút ráo 24/24 thì nào, rồi từ chân không nó ra mới tùy thuận giáo hóa đó, chân không diệu hữu. Trong sự vật nào cũng có cái đó hết, nhưng mà tùy theo cách nhìn. Thành ra chúng ta nó mới nói đạo Phật là đạo của tâm. Hình tướng của sự vật thì nó vô lượng vô biên, nhưng mà tùy theo cách nhìn mà siêu hay đọa. Cách nhìn này tức là cái nhận thức của chúng ta, cái hiểu biết của chúng ta. Thành ra đạo Phật là đạo của hiểu biết. Hiểu biết còn chư danh từ là tâm. Tôi ở đây tôi giảng là cũng nâng cao cái hiểu biết của chư Phật tử. Mà có cái hiểu biết rốt ráo thì tại đây là Niết Bàn.
Còn cái hiểu biết ngu si mà thấy có không là không có ngoan không, thì ngay tại đây là chúng ta ở bốn đường ác. Bốn đường ác ngay tại đây. Thì chúng ta nếu không hiểu Phật pháp là chúng ta ở bốn đường ác chắc chắn. Để mà cái Honda mất một cái mà đứa nó đi về rồi bị ăn cắp mất một cái là đập nó chết luôn. Honda mà mất là mày cũng mất theo. Như vậy là cái không này là không có, không thật sự đấy. Ngoan không không còn cái gì hết. Còn nếu mà không người trời thì biết nó nhân duyên. Bây giờ nó có với mình thì mà ngày mai nó có với người khác. Không, thì không còn có mình thì còn người khác chứ không có mất đi đâu. Mà nếu nó bị cán dẹp thì nó cũng còn lại mớ sắt, mớ thép dụng. Nó cũng còn, không có cái gì mất hết. Thì lấy đá dằn cỏ, nó đỡ một chút, không đến nỗi là quá nóng. Nhưng mà chưa thấy sự thật đâu. Còn nó đi sâu vào sự thật thì ôi, nó là do nghiệp mình tạo nó thôi. Nếu mình chuyển biến lên cõi trời hay là cứ A-la-hán này, thì tất cả cái này đều là không có gì hết. Sanh thì hai bàn tay trắng, mà tử thì trắng hai bàn tay. Nó thấy rõ như vậy rồi thì cái cuộc đời này không còn mong cầu gì nữa, không còn cố ý gì nữa, không còn mục đích gì nữa, sống một cách vững chãi, một cách là thảnh thơi trước gió mát không. Thì đó là cái không thứ tư, tức là chân không. Rồi tở ra giáo hóa chúng sanh, tùy nghiệp chúng sanh như thế nào, mình hạ thấp trình độ như vậy nhưng mình vẫn là thầy giáo, thì cái đó là chân không dự hữu. Thì bây giờ chúng ta đọc vào bài kinh Pháp Ấn. Số 1 La Mã, hồi đó Phật đang ở nước Xá Vệ với thầy, với đầy đủ quý vị trong cộng đồng khất sĩ. Một hôm Ngài nói với đại chúng, có Pháp Ấn màu nhiệm, quý vị có biết không? Hôm nay tôi muốn phân tích và diễn giải Pháp Ấn này cho quý vị nghe. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì. Các vị khất sĩ bạch Phật, hay quá, thưa Đức Thế Tôn, xin người chỉ dạy cho chúng tôi muốn được nghe. Thì ở đây chúng ta biết rồi đó, là Đức Phật nói có Pháp Ấn này là bao gồm hết tất cả kinh điển ở trong này. Nếu ngoài Pháp Ấn này là không phải là Đạo Phật. Thì nếu chúng ta nghe với cái tâm thanh tịnh, như ông Nguyên Trị nói, thanh tịnh thì cũng khó đấy. Tức là tất cả mọi ý thức, tức là tư tưởng chúng ta phải im bặt đi. Đừng có bép xép, đừng có xí soạn nữa. Thì chúng ta mới nhận được cái bài kinh này đúng theo cái điều chỉ giải của Đức Phật. Tức là nghe bằng cái Phật tánh vậy. Thì chúng ta rồi cũng sẽ được thôi. Nhưng mà có thể được ít ít thôi. Chừng 5-3 phút hay 1-2 phút rồi nó cũng trở lại tư tưởng nữa. Nhưng mà chịu tu tập mà nếu nắm được Phật tánh rồi thì nó khỏe. Rồi chư Phật tử nhận Phật tánh là nhận giặc làm con thì nguy hiểm đó. Nhận tư tưởng mà cho là Phật tánh thì nguy hiểm. Tôi hơi sợ cái đó, thành ra tôi thường giảng kỹ. Rồi phần thứ hai là Phật dạy tự tánh của không là không nằm trên bình diện có không, không nằm trong khuôn khổ các vọng tưởng, không có tướng sinh, không có tướng diệt và vượt thoát mọi chi kiến. Tại sao thế? Ở đây là mỗi cái là mỗi một chữ độc đáo á. Tự tính của không là tự tánh, tự tánh tức là cái chân ngã, cái thật sự, cái không sanh diệt của không đó, là không nằm trên bình diện có không. Thì có không chúng ta biết là theo ngoài đời đó, nó không nằm trên nằm diện bình diện đó, mà nó bao trùm hết hai cái đó. Không nằm trong khuôn khổ cái vọng tưởng, tức là không do tư tưởng tạo ra. Tư tưởng nghĩ về cái không thì cái không đó không phải là cái không của Phật nói đây. Nó không nằm trên vọng tưởng, tức là ý thức là vọng tưởng đấy. Không có tướng sinh, không có tướng diệt, nghĩa là nó không có hình tướng gì hết á. Cái hình tướng mà chúng ta thấy đây là do tư tưởng tạo ra, mà cái không đó thì không thuộc về tư tưởng, nó siêu tư tưởng và vượt thoát mà chi kiến. Ở đây có nghĩa là chi kiến của phàm phu của chúng ta đó, cái thấy biết của chúng ta chứ không phải chi kiến của Phật. Tại sao thế? Đức Phật giải thích liền: vì tự tính của không không có vị trí trong không gian, nghĩa là trong không gian này nó không có vị trí, nó chuyển biến quá nhanh, cho nên trong không gian không có chỗ cho nó. Mà nếu không có trong không gian thì không có hình tướng. Mà không hình tướng thì chúng ta không thể nắm bắt. Không có hình tướng, không thể khái niệm được. Là không khái niệm, tức khái niệm là thuộc về tư tưởng đấy. Chưa bao giờ từng sinh khởi. Tri kiến không nắm bắt được và thoát ly mọi sự nắm bắt. Vì thoát ly được mọi sự nắm bắt nên nó bao hàm tất cả. Cái chỗ này chỗ độc đáo. Thoát ly mọi nắm bắt cho nên bao hàm tất cả. Nhờ nó không là gì hết cho nên nó là tất cả. Bao hàm tức là bao trùm hết. Tất cả đều do nó phát xuất ra. Và an trú nơi cái thấy bình đẳng không phân biệt. Thì khi nào được cái thấy bình đẳng không phân biệt này đó, thì bây giờ mới thật sự là cái không. Thì cái không này bao trùm hết tất cả. Thì quý vị thấy rõ hết rồi. Tôi giảng thì vậy là quý vị thấy rõ rồi đó. Nào, đọc thì thấy nó sáng tỏ thôi, không có gì hết. Cái thấy ấy là cái thấy chân chính và xác thực. Quý vị khất sĩ, quý vị nên biết rằng không những tự tính của không như thế, mà tất cả các pháp cũng đều như thế. Đó gọi là Pháp Ấn. Nên nhớ đây Ngài dùng chữ Pháp Ấn à, chứ không có nói là tam pháp ấn, không có nói ba cánh cửa giải thoát. Đây là cái chữ Pháp Ấn thôi. Mà thấy rõ như vậy đó, thấy được bao hàm trong cái thấy an trú, trong cái thấy bình đẳng. Thì chúng ta thấy cái an trú trong cái bình đẳng tức là cái nhận thức rồi đó.
Còn bao hàm tức là đối tượng của nhận thức. Thì ở đây có Phật tử lợi hôm trước dưới cốc tôi có hỏi đó. Thì cái này tôi đưa ra mà tôi không giải thích. Chứ Phật tử về thêm một cái câu hỏi nữa về quán xét. Thì nói ở đây nói như vậy thì cái thấy bình đẳng đó vẫn có đối tượng. Nghĩa là ăn trong thuốc cái thú bình đẳng và bao hàm tất cả dạng pháp, mà cái thấy bình đẳng tức là nhận thức, và nhận thức này bao hàm tất cả dạng pháp, bao hàm tất cả các pháp, vậy là tất cả các pháp là đối tượng của nó. Như vậy làm sao phân biệt được giữa đối tượng nhận thức và nhận thức của tư tưởng? Cái này tôi có giảng rồi, thưa Phật tử phải để ý. Sư nói thì thường thường là Bát Nhã thì không có đối tượng, mà sau đằng này có đối tượng của chừng á. Hôm trước tôi có giảng đành đó, thấy không? Bát Nhã thì cái nhận thức của Bát Nhã khác nhận thức tư tưởng, là Bát Nhã không có đối tượng. Mà dường như tôi không phải nói vậy, tôi còn nói thêm nữa. Tôi nói vậy cũng được mà nó thiếu này. Hôm trước tôi có nói rằng còn tư tưởng thì có đối tượng, mà đối tượng tư tưởng khác với đối tượng của Bát Nhã. Tôi nhắc lại một chút, có người hỏi chỗ này cũng hay, nhưng mà hay mà cũng đáng bị đòn. Giờ không điện nghe cho rành, giờ tôi lặp lại, chắc có một số đây cũng chưa biết đấy, nhưng mà tôi không giải đâu, để chư Phật tử nhớ lại cái lời tôi giảng. Chứ mỗi lần mỗi giảng hết thì chư Phật tử làm biến lắm, phải tập suy nghĩ một chút. Rồi bây giờ tiếp theo, quý vị khất sĩ, pháp ấn này chính là ba cánh cửa đi vào giải thoát. Bây giờ đã từ cái pháp ấn đó mới có ba cánh cửa đi vào giải thoát, là một đã chia làm ba, là giáo lý căn bản của chư Phật, là con mắt của chư Phật, là chỗ đi về của chư Phật. Vì vậy quý vị nên nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, để ghi nhớ mà tư duy và quán chiếu ngay trong lòng thực tại. Thì câu này câu nào câu nấy là chắc nịch đó, chư Phật tử coi lại cho kỹ. Đi và về của chư Phật, có đi mà lại có về. Thì hôm trước tôi nhắc đó, có người biết đi mà không biết trở về, đó là chúng sanh nào. Còn có người biết về mà lại không chịu đi ra, thì đó là chúng sanh nào. Có người thì vừa đi vừa về, mà đi chính là về luôn. Thì nói là trong này nói rất rành. Bây giờ phần thứ ba, phần này là quan trọng nhất á. Đối với chư Phật tử nào chưa đắc quả, muốn đi vào ba cánh cửa giải thoát, thì phần thứ ba này là phần quan trọng nhất. Nếu mà không đi vào được cái này thì kể như bài kinh pháp ấn này kể như là bỏ, chúng ta không làm gì được hết. Thành ra đây quý vị khất sĩ, người tu hành nên tìm nơi tĩnh mịch. Cái này là chỗ hạ thủ công phu của chúng ta đấy. Như vào rừng, ngồi dưới gốc cây, đúng là trong kinh có thể ngồi trong căn nhà trống, trống cũng như cái tịnh xá mà nay là ở nhà dưới không có để gì hết á, trống lỏng không có đồ quý gì hết á, như vậy chúng ta mới an tâm để thực tập quán chiếu về tự thân thực tại. Quán chiếu tự thân thực tại tức là thấy cái sự vật thật sự của nó. Mà thấy thật sự là gì? Tức là nó không có hình tướng. Nói cho chư Phật tử hiểu là tự thân thực tại, tức là cái thực tại là sự vật chúng ta thấy đó, mà cái tự thân của nó nghĩa là cái bản thể của sự vật, thấy được cái tướng thật sự của sự vật. Mà tướng thật sự của sự vật là gì? Là vô tướng. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Đâu, khó là khó chỗ đó. Muốn thấy tất cả các pháp mà thấy tự thân, tức là thấy cái chính cái thân thật sự của các pháp. Mà thật sự các pháp là không có hình tướng. Tất cả những cái gì có hình tướng đều là không hình tướng. Mà muốn thấy như vậy là phải nhìn bằng con mắt Phật tánh, tức là con mắt cái thấy bình đẳng. Mà thấy bình đẳng làm sao đạt được? Thì ở đây đưa pháp môn cho mình tu. Chư Phật tử coi chừng đấy, đây pháp môn tu. Phải thấy mọi hình sắc là khổ, là không, là vô thường. Ba cái này là pháp môn tu đấy. Chư Phật tử quán xét là chết luôn á. Khổ là gì? Thì thường thường mà nói cái khổ, nhưng mà ở đây cái khổ là như thế nào? Chư Phật tử phải biết chỗ đó. Ở ngoài đời người ta có nhận được khổ hay không? Đừng có nói khổ là dễ. Nếu mà chúng ta không từng lăn lộn, không từng mà ăn cơm mà trang bằng nước mắt, anh ta nói ăn cơm mà trang bằng nước mắt đó, không từng bị phụ rãi, không từng đi vào cuộc đời, không bị cuộc đời nó chửi rủa, nó đánh đập, không từng bị gió bắt phong mà nó làm mặt dạng mà dày, thì chưa chắc là chúng ta biết cuộc đời này là khổ. Thành ra nhiều khi chúng ta phải đi vào trong cái cảnh giới đau khổ để thấy rõ ràng này, cuộc đời là đau khổ. Và chúng ta phải ngồi thiền để quán xét. Có người thấy cuộc đời vẫn là sung sướng, người vẫn lấy là sung sướng. Thành ra cái khổ của đạo Phật là một cái khó khăn, chứ không phải dễ đâu. Có người nói là tôi có vợ đẹp, có con ngoan, nhà giàu, ít bệnh, tôi không có cái gì để thắc mắc, sống đầy đủ hết. Như vậy là sung sướng. Cuộc đời này có gì là khổ? Đặt dốc, đạo Phật đặt dốc. Cuộc đời mà có gì đâu mà khổ. Như thành ra cái khổ đế của tôi giảng là cả một cái khó khăn. Thì cái cõi cái đó là một cái tầm thường của con nít thôi. Giờ lên tới cõi trời, chúng ta thấy cõi này chúng ta sống lắm 100 tuổi là cùng. Mà lên cõi trời sắc giới vô sắc sống hàng tỷ tỷ tuổi, cho đến mà chúng ta 100 năm của chúng ta có bằng có một giờ ở trên cõi trời sắc giới và vô sắc thôi. Nếu còn vô sắc thì chừng vài chục phút thôi.
thì chúng ta thấy cõi đó sống còn lâu hơn chúng ta nữa, mà người ta còn theo đạo Phật còn nằm trong khổ đấy, còn nằm trong khổ đấy. Chứ tới vượt khỏi cõi trời vô sắc giới đi tới quả nhập lưu nhất nhẫn lai cũng nằm trong khổ đấy. Tới quả A La Hán là theo tiểu thừa là hết khổ đấy, nhưng mà theo đại thừa vẫn còn khổ đấy. Thì chúng ta biết cái khổ đạo Phật cỡ nào, chỉ mai ra có một mình Như Lai thôi thì mới thoát khổ thôi. Thành ra cái khổ này là cái quán chiếu độc đáo ấy. Chứ chúng ta đừng có tưởng là nghe cái chữ khổ người ta nói mình giờ thấy khổ là được rồi, chưa đâu. Còn phải dùng cái giáo lý, cái chất liệu của giáo lý mà tôi giảng về khổ đế đấy, chúng ta quán tới quán lui để mà thâm nhập thâm sâu vào cái khổ thì chúng ta mới đạt được cái khổ này, thì chúng ta mới mong thấy Phật tánh và mới nhận được, mới đi vào quả nhập lưu. Chứ không, cái khổ này không phải dễ. Chư Phật tử để ý, hôm trước tôi chỉ nhắc sơ mà tôi thấy làm như chư Phật tử không để ý trơ trơ à. Tôi hôm trước là tôi nhấn mạnh cái này, tôi nói là cái chìa khóa mà đi vào cái quả thánh đầu tiên, cái chìa khóa mà đi vào cái không đầu tiên này là khổ không vô thường. Nếu không nắm cái chìa khóa này cho vững là chúng ta cái bài kinh này kể như bỏ. Đi đầu tiên nó đi vào đó, mà đi vào cái này rồi thì mấy cái sao dễ thôi. Dễ đây là dễ đối với cái sự tu tập á, chứ còn mà tu thì càng ngày lên cao càng khó. Nhưng mà cái đầu tiên là cái khó nhất, từ cái thế tư tưởng mà qua Bát Nhã là cả một vấn đề khó khăn. Thành ra chư Phật tử phải để ý chữ khổ này giải thích làm sao, và chúng ta phải ngồi quán xét làm sao, đem hết tất cả chất liệu và cái sự học tập của chúng ta và cái thực tế trong cuộc sống này, để rồi chúng ta thấy là cuộc đời giàu cho, giàu sang, giàu cho làm vua. Nếu mà vua mà sung sướng thì thái tử đi sặc Sĩ Đạt Ta không bao giờ bỏ ngôi vua đâu, không bao giờ. Nếu mà giờ cho chúng ta làm ngôi vua thì chúng ta nhất định không bỏ rồi đó, bởi vì chúng ta không thấy khổ. Bây giờ thì mấy ông mấy bà đây mà được làm vua hay bà hoàng hậu thì thôi chắc là không bao giờ đi tu, chắc chắn như vậy. Mình chúng thấy nhiều cuộc đời nó sung sướng rồi, làm hoàng hậu làm vua thôi đầy đủ hết trơn. Một ông vua có thể mấy ngàn bà vợ, vậy là sung sướng rồi, vợ đẹp con ngoan đủ thứ hết, có gì đâu mà khổ. Khổ là nói dốc. Nhưng mà nếu thật sự vậy thì thái tử thì thật ta không thành Phật được. Ngài là vua đấy, rồi ngài thấy là khổ, thì thấy cái thấy của ngài độc đáo mà chúng ta chưa chắc có được cái thấy đó, thì chúng ta phải quán. Rồi kế đó là khổ rồi còn phải thấy không. Không là gì? Nó độc đáo vậy á. Hay là từ cái khổ rồi chúng ta mới quán qua cái không, thì cái không tự nhiên phải cao hơn đó. Nó giải thích rõ hơn về cái khổ của chúng ta. Vậy là không là gì mới được. Thôi để đây thôi ha, chứ mà nó nhúc nhích chút nữa tôi nói hết thì thôi Phật tử không có quán gì được hết. Tôi muốn là chư Phật tử tự quán lấy. Đúng là cái khổ này tôi cũng không nói, nhưng tôi thấy gì như trơ trơ à, không ai chú ý gì hết. Cái này là cái quan trọng nhất của bài kinh Pháp Ấn này, của người tu tập cái đầu tiên để đi vào quả. Nếu mà không có cái này thì kinh Pháp Ấn này bỏ xuống không xài được. Mình đầu tiên là cái khổ chư Phật tử phải quán. Mà cái khổ tôi đã nói trong khổ đế rất nhiều, mỗi lần là giảng pháp tôi lặp lại hoài. Cái khổ không phải là đơn giản là chúng ta thấy vợ đẹp con ngoan hay giờ cửa giàu sang làm vua mà là sung sướng đâu. Cho tới A-la-hán cũng còn nằm trong khổ nếu theo đại thừa đó, thì chúng ta phải hiểu. Rồi bây giờ nhờ cái muốn quán cái khổ đi sâu vào nữa thì phải quán không. Mà không đây là cái gì? Tôi mà xuống miệng tôi nói hết thì thôi nó không hay. Nhắc về cho khích lệ cho Phật tử quán xét. Rồi phải quán là cái khổ này, muốn đi sâu vào cái khổ thì chúng ta phải thấy nó đặc không. Muốn giải tỏa được cái khổ này chúng ta phải đi sâu vào cái không. Vậy không là gì? Thì chúng ta phải quán xét cái không. Rồi quán xét cái không rồi nữa, muốn đi vào thực tính nữa, đi sâu vào nữa để mà đắc quả thánh quả, thì chúng ta phải đi vào vô thường. Cái này tôi giảng hết rồi, chỉ chịu khó là đưa ốc ra chút xíu thôi, lòng biến quá không được. Tôi có rồi nhưng mà giảng trong cái tình trạng khác. Cũng như cái khổ này tôi đã giảng trong tứ diệu đế rồi, nhưng mà nếu tôi không nhắc thì chư Phật tử chơi chơi thôi. Cứ kỳ lạ vậy, mình không chịu bươi móc thêm, móc có sẵn mình chỉ đáp lại thôi. Bài toán đố thì tôi ra thôi, nhưng mà cộng trừ nhân chia tôi đã giải hết rồi. Thì bây giờ cộng trước hay là nhân trước hay là chia trước là tùy theo cái sáng suốt của mình chứ. Mình có thể do cái bài đó mình làm sao được đáp số thôi. Thành ra giờ chỉ còn hạ thủ công phu xuống mà mình sư đã giảng hết rồi. Giờ mình cái bài toán đố này làm tốt nhân trước hay là toàn cộng trước, hay là chia trước, hay là cộng rồi mới tới nhân, mới trừ, mới chia. Thì tôi nói là cho cái khôn ngoan của mình, chứ mà để tôi đút vô miệng nữa thì thôi chết rồi. Mình phải ăn là phải nhai rồi phải nuốt. Nó bạch sư giờ nuốt làm sao sư? Trời đất ơi, nó còn kẹt nữa thì nhai vô thì nuốt, chứ nuốt sao nữa. Chư Phật tử phải cố gắng tìm lấy. Thành ra tôi đây tôi khích lệ là ba cái này về quán xét cho rõ. Nếu chúng ta muốn đi vào thánh quả thì trước tiên chúng ta phải quán cái khổ. Mà cái khổ tôi đã giảng rồi mà phải quán lại đấy. Tôi giảng là của tôi thôi, chứ chủng tử cho Phật tử chưa có đâu. Cái quán xét sâu xa về cái khổ chưa có. Nó đã có rồi nhưng mà nó chỉ là hời hợt như lúc mình tôi thôi, chưa có gốc rễ trong ai lại ra sâu đậm. Thì chúng ta phải quán tới quán lui cái khổ. Rồi từ cái khổ đó đi sâu thêm nữa thì chúng ta thấy được cái không. Rồi từ cái không đi sâu vô nữa mới thấy vô thường. Thì đây là chúng ta mới trở về cái ăn trú trong bình đẳng đấy. Thấy được vô thường rồi mới ăn trú trong bình đẳng. Thôi tôi nói chút chút rồi ha. Khơi ra cái làm hết rồi chứ tự không có suy nghĩ gì hết.
thì nó là xong, vô thường để thoát ly cho được sự bám víu. Để thấy được vô thường rồi thì thoát ly sự bám víu và hình sắc, và trở về an trú trong cái thấy bình đẳng, không phân biệt đối với hình sắc. Văn rất rõ ràng, khi mà quán tới cái không, tới vô thường rồi thì thấy được an trú trong bình đẳng, tức là thấy được Phật tánh. Mà quán như thế nào thì cái bài kinh này độc đáo, không phải dễ đâu. Thì đối với cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức cũng thế. Người ấy nên quán chiếu rằng chúng là khổ, là không, là vô thường, để có thể thoát ly cho được cái thấy có tính cách sai lạc về cảm giác, tri giác, tâm tư và nhận thức, để đạt tới cái thấy bình đẳng, không phân biệt về chúng. Nên là đó, hết cái đoạn đó rồi đó. Này quý vị khất sĩ, các vững đúng là không, vững được sinh khởi từ tâm. Chỗ này cũng độc đáo á. Khi tâm không còn hiện hành thì vững cũng không còn tác dụng. Thì tâm đây là chỉ cho cái thức nào. Sở dĩ mà ngũ vững có là do cái gì? Mà khi mà nhận do cái tâm nó phát hiện ra, thì cái tâm là cái gì? Mà khi cái tâm này nó dứt rồi thì cái quẩn không còn. Thì chúng ta thấy tôi giảng về sắc thọ tưởng hành thức rất rõ. Trong kinh các nhà học giả không bao giờ giảng ngũ quẩn này rõ ràng hết đó. Chúng ta chết vì cái ngũ quẩn này. Tôi giảng rất là rành. Sắc là cái gì? Là cái tất cả năm cái này đều là cái biết thôi. Thấy không? Sắc quẩn là cái biết mà chưa có cái biết. Nó là địa ngục đấy, chưa có cái biết. Thọ quẩn là cái biết mà chưa phân biệt. Còn tưởng quẩn là cái biết có phân biệt. Còn hành quẩn là cái biết mà có sự lựa chọn, quyết định để hành động. Còn thức vẫn là cái biết bằng kỷ niệm, kinh nghiệm, ký ức. Thì tôi giảng rất là đơn giản, rất là rõ ràng. Chư Phật tử chưa chắc là coi ở đâu mà có ai giảng được rành như vậy. Đó là cả một vấn đề đó. Đó là một mồ hôi nước mắt của tôi đấy. Thì ở đây đó thì khi nào ngũ quẩn mới hiện hành, khi nào mới phát từ tâm. Mà khi tâm yên lặng rồi thì cái ngũ quẩn này sẽ chấm dứt. Thì trong này nói rất rõ. Và phần La Mã thứ 4, lại nữa, an trú trong định mà quan sát các đối tượng thì hành giả thấy các đối tượng hình sắc đều tan biến hết, và người ấy thoát ly được tính cách hư ảo của tri giác về hình sắc. Câu này cũng rất rõ đấy. Thì cái chìa khóa thứ hai để đi vào cánh cửa thứ hai là nó dễ thôi, là lấy cái định, ăn trú trong cái định. Rồi cái định này chưa phải tự biết rồi, là cái cánh cửa thứ nhất đó là mở cái định này. Thì bây giờ ăn trú trong đó là sao? Tức là làm sao cho cái định liên tục, có gì đâu. Thành ra cái chìa khóa thứ hai này là cái lấy cái chìa khóa thứ nhất để mà đem xuống thôi. Thành ra tôi mới nói là cái thứ nhất là cái khó khăn nhất, làm sao mà nắm được cái chìa khóa thứ nhất. Thì lấy cái đó liên tục để mà đi vào cái cánh cửa thứ hai. Thì lấy cái đó là cánh cửa thứ hai mới chiếu vào. Mà cứ chúng ta để ý cái thứ nhất đó là nội, là nội quán, nội sắc. Còn cái thứ hai này là ngoại sắc. Thì thường thường chúng ta tu để chúng ta muốn trở về cái thấy bình đẳng đó, thì chiếu soi vào con người của mình dễ thấy hơn. Mặc dù Phật tánh nó cùng khắp, nó ở trong, ở ngoài, ở sáu căn, ở sáu trần, ở sáu nội xứ, sáu ngoại xứ. Nhưng mà nếu mà đi mới đầu tu mà đi sáu ngoại xứ thì không kết quả, rất là khó. Đi trở về tấm thân này không đầy hai thước là sáu nội xứ thì chúng ta dễ thấy hơn. Vậy thì ngũ quẩn, tại sao Đức Phật mới trình bày sắc thinh sắc thọ tưởng hành thức mà cái tu thứ nhất, còn cái tu thứ hai này lại không lợi lấy ngũ quẩn mà lại thấy sáu trần, tức là sáu ngoại xứ. Thì chúng ta để ý chúng ta thấy rõ vậy cái độc đáo của cái bài kinh này. Các đối tượng khác là thinh hương vị xúc pháp cũng đều tan biến hết, và hành giả thoát ly được tính cách hư ảo của mọi tri giác về thinh hương vị xúc pháp. Pháp quán này gọi là vô tướng. Thì thấy rõ rồi đó. Vô tướng rồi thì chúng ta thấy là tất cả những cái hình tướng mà chúng ta thấy là do nhân duyên nhân quả kết hợp được tan biến hết. Mà nếu thấy được như vậy rồi thì tức là nhân quả không đụng tới chúng ta nữa. Từ nay chúng ta ở trong nhân quả mà có một cái gì không hề dính mắc vào nhân quả. Thành ra cảnh giới của nhân quả chu kỳ tiêu tan, chỉ còn cái nhân quả đồng thời, nhân quả sát na thôi. Rất là rõ ràng trong bài này đó. Chúng tôi thấy cửa giải thoát thứ hai, vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh. Và tri kiến đã thanh tịnh nên hành giả diệt trừ được hết các phiền não tham sân si. Tham sân và si đã diệt rồi thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng. An trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về ta và của ta. Nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Rất rõ ràng. Tôi nói cái những cái mốt chốt thôi, tự nắm vậy. Vào được cánh cửa giải thoát này rồi thì tri kiến sẽ được thanh tịnh. Và tri kiến đã thanh tịnh nên hành giả diệt trừ được hết các phiền não tham sân si. Tham sân và si đã diệt rồi thì hành giả an trú được trong cái thấy bình đẳng. An trú được trong cái thấy này thì lìa được những cái thấy về ta và của ta. Nghĩa là chấm dứt được mọi cái thấy sai lầm. Cái thấy này không còn cơ hội và căn cứ để sinh khởi nữa. Rất rõ ràng.
Tôi nói thấy những cái mốt chốt thôi, tự nắm vậy. Đó, thì cha mẹ mất hết rồi, thì anh ta không biết làm. Ta phải hiểu như vậy, chứ thật sự vô vi là không thể diễn tả. Mà khi đã diễn tả rồi thì nó thành pháp. Thành ở đây chư pháp vô ngã là nói về tất cả các pháp vô hình, hữu hình, vô vi, hữu vi. Nhưng mà xin thưa, tôi đã định nghĩa cái vô vi rồi, chúng ta coi chừng lầm. Vô vi thì không phải là pháp, nhưng mà đã diễn tả thì nó thuộc về pháp. Thành ra chữ pháp rất là rộng, có thể nói là sự vật vật, toàn thể vũ trụ, toàn thể các pháp, vô lượng, vô biên các pháp, thì đều gọi là chữ là pháp. Thành ở đây chư pháp vô ngã là tất cả các pháp không có một cái ta cố định, không có một cái gì trường tồn bất biến, không có một cái gì mà sanh diệt, thì đó mới gọi là pháp. Vậy thì chúng ta thấy đây chư pháp vô ngã, tức là các pháp không, các pháp không có một cái ta cố định, hay là không có một cái ta cố định, như vậy gọi là chư pháp vô ngã. Chẳng hạn như tôi nói một cái tịnh xá, thì chúng ta thấy tịnh xá là do cái ý thức của chúng ta, là cái thức thứ sáu nó chụp ngủ ra. Thành ra chúng ta thấy cái ý thức nó chụp ngủ cái tịnh xá này theo cái nghiệp của người.